Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thư Web. Trong video ngày hôm nay, Thế sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta làm ra một cái website tin tức thôi các bạn. Thì website tin tức hay còn gọi là web blog thôi các bạn ha. Thì đây là một trong những cái website giúp cho chúng ta có thể là đăng tin tức nè, chúng ta viết blog nè, chia sẻ những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta có thể là kiếm tiền tiếp thị nè, chúng ta có thể là kiếm tiền từ Google AdSense, chúng ta có thể là giới thiệu cho khách hàng, cho những bạn bè của chúng ta để chúng ta bán những cái sản phẩm số trên đó, và nó rất là nhiều cái ưu điểm khác nữa nếu mà chúng ta có một cái website tin tức thôi các bạn. Ok, làm sao để chúng ta tự tay kéo thả và tinh chỉnh được một cái website blog? Thì trong video này Thế chia sẻ cho các bạn từng bước một để chúng ta thực hiện được việc đó. Nếu mà xem xong video này thì các bạn có thể tự có tay thiết kế được một cái website theo ý của các bạn. Ok, bây giờ các bạn hãy xem trên màn hình, Thế sẽ demo cho các bạn xem thử. Nếu chúng ta xem xong video này thì các bạn đảm bảo cam kết 100% thì các bạn sẽ làm được một cái blog như thế này ha các bạn. Sau khi xem xong cái video này thì các bạn có thể tự tay làm ra một cái website như thế này ha. Thể khu vực này là cái phần header của chúng ta, có thể là gắn được những cái banner quảng cáo để chúng ta kiếm tiền tiếp thị liên kết. Đây là khu vực menu thôi các bạn. Đây là những cái tin nổi bật nhất của chúng ta. Rồi trong cái phần trang chủ của chúng ta có thể trang trí bố cục cái giao diện như thế này, để chúng ta có thể chia ra nhiều phần ha. Khi chúng ta rê chuột xuống tới đâu thì cái giao diện hiệu ứng lazy load nó sẽ load lên như thế này, rất là đẹp ha các bạn. Đó, bên phía tay trái của chúng ta là nội dung tin tức, bên phía tay phải của chúng ta là cái sidebar. Rồi ở dưới đây là những cái phần thông tin chân trang của chúng ta ha các bạn. Khi chúng ta bấm vào một cái bài viết bất kỳ nào đó thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đấy, ở trên là một cái hình đại diện chúng ta có thể để hoặc là chúng ta bỏ đi. Rồi phía dưới là những cái nội dung hướng dẫn, những cái nội dung bài viết tin tức của chúng ta. Tiếp theo là cái phần những cái thông tin về tác giả và những cái tin tức cùng chuyên mục thôi các bạn. Rồi tiếp theo nữa là những cái phần bình luận của những người khách hàng, những người khán giả của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta vào bất kỳ một chuyên mục nào đó thì nó sẽ có giao diện chia ra như thế này ha. Bên tay trái là tập hợp tất cả những cái bài viết trong cùng chuyên mục, và bên tay phải của chúng ta là những cái phần là sidebar của chúng ta ha. Rồi ngoài ra bên trong cái giao diện của chúng ta có thể tinh chỉnh được những cái phần thông số của nó. Ví dụ như là cái phần ảnh logo này các bạn có thể tự tay thay đổi lại cái thông tin logo của chúng ta. Chúng ta có thể thay lại những cái banner này ha. Rồi ở đây chúng ta có thể đổi màu sắc theo ý của chúng ta luôn nha các bạn. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi được những cái ảnh nền nè ha. Rồi còn rất là nhiều tính năng khác. Ví dụ như ở cái phần header này chúng ta không muốn hiển thị như vậy, chúng ta có thể là có 3-4 cái lựa chọn ở đây cho chúng ta lựa chọn ha. Chúng ta có thể là chọn cái style thứ nhất, thứ hai, thứ ba hoặc là thứ tư. Ngoài ra chúng ta có thể tinh chỉnh được những cái phong cách của từng danh mục của chúng ta ha. Danh mục của chúng ta hiển thị như thế nào thì nó cũng cho chúng ta tinh chỉnh luôn. Một bài viết của chúng ta có muốn xuất hiện ở đây là bao nhiêu cái bài viết thì nó cũng cho chúng ta chỉnh được hết luôn ha các bạn. Đấy. Rồi. Ngoài ra tất cả những cái phần khác trên website của chúng ta đều chủ động chỉnh được ha các bạn, không có cái phần nào chúng ta bị giới hạn hết. Đó, khi mà chúng ta muốn chỉnh phông chữ này các bạn cũng có thể chỉnh phông chữ, chỉnh kích thước chữ và chỉnh được màu sắc của cái chữ của chúng ta luôn ha các bạn ha. Trong cái phần video này mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách tối ưu tốc độ website của chúng ta lên được 97 tới 100 điểm ha các bạn, trên di động thì nó dao động từ 80 tới 90 điểm ha. Rồi ngoài ra mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta tìm chủ đề để viết một cái bài viết như thế nào, gọi là chuẩn SEO, đặt link nội bộ và link ngoài ra như thế nào ha. Cách chúng ta xây dựng cấu trúc một cái bài viết đó, chúng ta tối ưu rank match cho nó lên được từ 90 tới 100 điểm ra sao ha. Đó, mình hướng dẫn cho các bạn tối ưu hình ảnh nè, tối ưu bài viết nè, rồi gắn những cái gì vào từng bài viết của chúng ta. Chúng ta cần phải gắn những cái gì để cho rank match của chúng ta nó hiển thị lên được cái điểm tối ưu nhất ha các bạn. Thì trong video này mình cũng chia sẻ cho các bạn từng phần như vậy luôn. Ok, đó là tổng quan mà trong video này các bạn sẽ nhận được nếu xem xong từng phần ha các bạn ha. Rồi ok, thì đầu tiên chúng ta mở một cái trình duyệt lên ha. Các bạn gõ giúp mình cái chữ là d.vanthuweb.com ha các bạn. Đây, rồi chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link d.vanthuweb.com ha. Thì ở đây cái đường link nó có thể thay đổi, nên mình sẽ để một cái tên miền như thế này để các bạn tiện đăng ký ha các bạn. Rồi d.vanthuweb.com ha. Đây là link tiếp thị của mình, thì nếu mà các bạn có làm theo cái video này thì mình đã chia sẻ miễn phí rồi ha. Thì các bạn cứ đi vào cái đường link đó để mình được một cái phần hoa hồng nhỏ trên trang này ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn vì các bạn đã đăng ký qua cái link của mình ha. Rồi ok, thì ở đây nó có rất là nhiều gói hosting cho chúng ta sử dụng.
có là 1GB, 2GB, 4, 6, 8 ha. Thì cái web tin tức của chúng ta thì đa số các bạn đăng tin rất là nhiều, hình ảnh rất là nhiều và nội dung nó cũng nhiều. Nên do đó chúng ta cần lựa một cái gói nó lớn một tí ha các bạn. Các bạn lựa gói 2GB hoặc là 4GB ha. Nếu mà các bạn nào sử dụng nhiều nữa thì chúng ta sử dụng những cái gói 8GB như thế này. Trường hợp mà các bạn sử dụng lớn hơn 8GB, nếu mà chúng ta đăng tin mỗi ngày là 10 tới 20 tin thôi các bạn, thì trung bình một tháng chúng ta đăng là 300 tin. Nếu mà hình ảnh nhiều thì các bạn nên mua cái gói VPS ở đây. Đó, VPS nó sẽ tiết kiệm hơn ha các bạn ha, tốc độ nó cũng cao hơn. Nếu mà chúng ta mua một cái gói VPS đây này các bạn, máy chủ nè, bấm vào VPS Pro, rồi chúng ta kéo xuống phía dưới này. Nếu mà chúng ta mua 20GB ha thì chúng ta sẽ một năm như vậy chúng ta chỉ có mất là nhiêu, là 1,8 triệu thôi các bạn có mã giảm giá 10% nữa thì nó còn lại chỉ có là 1 triệu, đâu đó là 1,6 triệu thôi nha. Thì chúng ta mua một cái con VPS nó khó sử dụng hơn cái hosting một tí ha, nhưng mà cái tốc độ nó rất là cao và cái dung lượng nó rất là lớn hả các bạn. Đó thì có hai option cho các bạn lựa chọn. Nếu mà chúng ta sử dụng tin tức chúng ta ít, vài tin thôi, vài trăm tin thôi, thì chúng ta sử dụng cái gói 2GB, 4GB, 6GB, 8GB là đủ. Nếu mà các bạn làm một cái web lấy tin tức tự động hoặc là chúng ta làm cái nội dung sản xuất nó nhiều thường xuyên thì chúng ta nên có một cái gói lớn như thế này ha. Thì tùy vào cái nhu cầu ha, thì ở đây mình sẽ tư vấn hai cái cách cụ thể như vậy để các bạn khỏi phải phân vân. Các bạn hiểu ý không? Rồi, thì chúng ta mua cái gói nào là do cái nhu cầu sử dụng ha các bạn ha, chứ không phải là chúng ta mua lớn hay nhỏ là nó hay đâu ha. Thì tất nhiên cái gói nào mà lớn hơn thì nó sẽ có tốc độ cao hơn và cấu hình của nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta ha các bạn. Đó thì các bạn thấy không, ở đây nếu mà 20GB, 30GB hoặc là 40GB ha, chúng ta mua 40GB thì một năm nó chỉ có 3 triệu thôi. 40GB này chúng ta cũng có thể chứa được là từ 15.000 bài ha, 15k tới hay là 20k bài viết đó, ha các bạn. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở về cái khu vực khi nãy ha, quay trở về đây. Quay trở lại. Rồi mình sẽ đăng ký vào cái khu vực web hosting này các bạn. Đấy. Web hosting, cloud hosting. Rồi, mình sẽ lựa chọn cái gói hosting 4GB ha các bạn ở đây. Mình sẽ bấm vào cái gói hosting ở đây. Rồi, ở đây mình sẽ đăng ký một cái tên miền luôn. Nếu mà các bạn chưa có tên miền thì các bạn đăng ký cùng một chỗ luôn cho nó thuận tiện ha. Thì tên miền ở đâu nó cũng như vậy hết thôi các bạn, giá nó chênh lệch là chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy, là tùy vào mỗi cái đơn vị họ có chương trình khuyến mãi hay không, còn nếu cái giá gốc là nó cũng tương tự như nhau thôi các bạn ha. Rồi, tên miền thì chúng ta mua ở đâu cũng được thôi các bạn, quan trọng là khi mà chúng ta làm website phục vụ cho khách hàng ở Việt Nam thì các bạn đừng mua những cái gói hosting bên nước ngoài. Các bạn hiểu không? Ví dụ như Hostinger nè, hoặc là GoDaddy, hoặc là một số cái nền tảng hosting khác nó là chạy bên nước ngoài mà chúng ta mua, chúng ta sử dụng ở Việt Nam thì nó sẽ bị hạn chế về tốc độ. Đấy, thì do đó chúng ta cần phải sử dụng cái gói ở Việt Nam. Các bạn có thể sử dụng những cái gói phù hợp ở Việt Nam là ok. Rồi ok, mình không nói nhiều cái phần đó nữa ha. Rồi các bạn bấm vào đăng ký gói, các bạn bấm vào đăng ký tên miền mới nè. Tin tức website, web tin tức, website tin tức ha, mình gõ từ từ này thử nó còn không. Rồi hên quá nó cũng còn luôn ha các bạn, website tin tức .com. Rồi để mà chúng ta bắt tay vào chúng ta mua đăng ký cái tên miền thì chúng ta bấm một cái nút tiếp tục ở đây ha các bạn. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ đăng ký cái gói là 12 tháng này các bạn ha. Các bạn đăng ký cái gói 12 tháng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo qua bên phía tay phải này, chúng ta bấm vào cái nút tiếp tục ở đây. Ok, khi mà nó hỏi chúng ta là có muốn quản lý DNS hay không và bảo mật danh tính thì chúng ta check vào thôi các bạn, vì hai phần này là nó miễn phí cho chúng ta sử dụng một năm. Các bạn bấm vào cái nút tiếp tục để chúng ta thao tác tiếp. Rồi ok, đây là cái khu vực chúng ta điền thông tin ha các bạn ha. Các bạn kéo lên phía trên này, các bạn kiểm tra trong cái gói đơn hàng này của mình nó có gồm hai thứ. Thứ nhất là cái hosting 4GB, thứ hai là cái tên miền của chúng ta ha các bạn. Thì tên miền .com nó dao động từ dưới 300 ngàn trở lại thôi ha. Đấy, thì ở đây mình thấy giá cũng tốt và cái dịch vụ họ hỗ trợ rất là nhanh, nên do đó mình muốn giới thiệu cái dịch vụ này cho các bạn ha. Rồi rồi, tiếp theo trong cái khu vực này của chúng ta thì chúng ta sẽ
tạo một cái tài khoản mới. Nếu là chúng ta chưa có cái tài khoản trên này, chúng ta chọn là cá nhân hoặc là doanh nghiệp tùy chúng ta ha. Đấy, các bạn điền đầy đủ thông tin ở khu vực này ha các bạn. Rồi ở đây mình đã có thông tin rồi thì mình sẽ bấm vào thông tin đăng nhập hiện có ha các bạn. Hoặc là chúng ta kéo lên phía trên này, chúng ta bấm vào tài khoản của tôi, bấm vào cái nút đăng nhập ở đây. Đấy, mình sẽ điền cái email password của mình vào ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ ghi nhớ mật khẩu luôn, bấm vào cái nút đăng nhập. Đó, sau khi mình đăng nhập vào, bây giờ mình sẽ quay trở lại nè. Đó, mình sẽ quay trở lại. Rồi, thì nó sẽ hiện thông tin của mình ở đây ha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ hiện thông tin của mình lên đây. Rồi, trong cái khu vực mã giảm giá này, các bạn nhập giúp mình cái mã là K khuyến mãi 1BT ha các bạn. Đây, các bạn nhập giúp mình cái mã khuyến mãi là KM1BT để chúng ta đăng ký được giảm giá ha các bạn. Bấm vào kiểm tra mã nè. Rồi thì đơn đó thì các bạn thấy ngay lập tức nó được giảm 10%, giảm tương đương là 142.000 đó các bạn. Đấy, rồi các bạn kéo xuống phía dưới này ha. Rồi ok, chúng ta muốn thanh toán qua cổng nào thì chúng ta bấm vào ở cổng đó chúng ta chuyển khoản ha các bạn. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong cái phần này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thanh toán. Rồi các bạn sẽ bấm vào nút thanh toán ở đây để chúng ta tiến hành thanh toán ha các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận được ba cái email như thế này ha. Thứ nhất là cập nhật thông tin đăng ký tên miền thì chúng ta mở ra. Đấy, theo yêu cầu của VNX đó các bạn thì chúng ta cần phải cập nhật cái bản khai. Ở cái phần bước 1 này các bạn bấm vào cái link này ha. Chúng ta mở cái phần này ra. Đó, chúng ta tải cái bộ này về. Rồi, sau khi chúng ta tải cái bộ này về thì chúng ta bấm vào hiển thị thư mục. Chúng ta bấm nháy phải, bấm vào Extract File. Ok, sau khi nó mở ra cái file này thì chúng ta mở lên. Đấy, trong này nó sẽ có rất là nhiều file. Nếu mà chúng ta là cá nhân thì chúng ta mở bản khai cá nhân lên ha các bạn. Chúng ta bấm vào Open nè. Rồi, thì trong đây nó hiển thị thông tin cho chúng ta đăng ký những cái phần này. Thì các bạn điền đầy đủ thông tin này giúp mình ha. À, bên đây là chúng ta điền thông tin chủ thể nè. Ví dụ như đây là tên của mình. Rồi, số chứng minh nhân dân thì chúng ta điền vào đây ha. Tiếp theo chúng ta sẽ điền ngày tháng năm sinh vào. Rồi, các bạn điền đầy đủ vào đây ha các bạn. Ok, rồi thì như vậy là mình đã điền đầy đủ thông tin ở đây. Sau khi mà điền đầy đủ thông tin thì các bạn kéo xuống phía dưới này ha, các bạn sửa lại thành 2021. Đấy, rồi các bạn sẽ in cái tờ khai này ra. Nếu mà các bạn không có cái máy in thì chúng ta lưu lại cái file này và chúng ta gửi trực tiếp lên ha các bạn. À, chúng ta lưu lại cái file này ha. Đấy, các bạn lưu lại cái file này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đây. Trong cái phần này nè, nó có cái bước 2, quý khách cung cấp bản scan, bản khai và scan chứng minh nhân dân. Đó, thì chúng ta sẽ truy cập vào cái tài khoản MyTinoHost của chúng ta, di chuyển qua cái bước 3 ở đây. Rồi các bạn mở cái đường link này lên. Ok, chúng ta sẽ di chuyển vào phần gửi yêu cầu này ha. Rồi các bạn sẽ kéo xuống cái phần là phòng kinh doanh. Rồi, ở đây chúng ta chọn phòng ban là phòng kinh doanh. Cái dịch vụ liên quan là chúng ta sẽ chọn đúng cái dịch vụ của chúng ta vừa mua thôi các bạn. Ở đây mình có rất nhiều dịch vụ nhưng mà mình sẽ kích hoạt cái dịch vụ là website tin tức.com lên. Ở mức độ trung bình ha, chúng ta sẽ nhập cái nội dung là bổ sung bản khai, tên miền. Rồi, chúng ta nhập thông tin vào đây. Rồi các bạn sẽ kéo cái file đó lên ha các bạn. Các bạn sẽ chọn cái file đó nè. Đấy, chúng ta sẽ chọn cái tệp khi nãy chúng ta kéo lên. Rồi mình sẽ đưa cái file này. Rồi tiếp theo mình sẽ up chứng minh nhân dân hai mặt lên ha các bạn. Ở đây mình đã có cái mặt trước và mặt sau rồi. Thì mình sẽ bấm chọn file nè. Mình sẽ chọn cái mặt trước này ha các bạn. Đây, hai cái file mình vừa tải lên. Các bạn có thể kéo thả lên cũng được ha. Bấm vào cái nút thêm ở đây. Rồi, mình sẽ ghi là bổ sung bản khai tên miền là website tin tức.com. Ok, mình chọn ở đây là tên miền website tin tức.com ha, cho nó đúng luôn. Đấy, các bạn chọn đúng hết như thế này ha. Rồi, mình nhập nội dung là bổ sung bản khai tên miền website tin tức.com. Ok. Rồi, mình sẽ điền 3 thông tin. Mình sẽ
đính kèm ba cái file là mình sẽ đính kèm ba cái tệp là bản khai, chứng minh nhân dân mặt trước và chứng minh nhân dân mặt sau. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút gửi thôi các bạn. Rồi sau khi các bạn gửi thành công như vậy thì chúng ta sẽ đợi email ha. Thì bên này họ có nhiệm vụ là họ sẽ cập nhật cái thông tin bản khai của chúng ta lên VNX thôi các bạn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái quá trình đặt mua cái hosting và tên miền và đăng ký một cái bản khai. Nếu mà các bạn bận không có thời gian thì chúng ta có thể làm cái công việc này sau. Tuy nhiên nếu trong vòng 7 ngày mà chúng ta không cập nhật thì cái tên miền của chúng ta rất dễ bị khóa. Nên do đó nếu mà chúng ta đăng ký thì chúng ta sẵn, chúng ta làm luôn cho nó trọn vẹn rồi chúng ta sẽ đi thiết kế website sau thôi các bạn ha. Rồi ok, quay trở lại cái phần email của chúng ta sẽ mở cái hộp thoại này lên. Rồi ở đây nó sẽ có cái thông tin tài khoản này các bạn, thông tin tài khoản hosting chúng ta mở ra. Đấy, thì các bạn thấy cái thông tin tài khoản của mình vừa đăng ký ha. Ở đây là cái đường link chúng ta đăng nhập nè, các bạn mở ra. Đấy, các bạn mở lên ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái tài khoản ở đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ copy cái mật khẩu ở đây. Đấy, bỏ vào. Chúng ta bấm vào login. Ok. Thì đây là cái giao diện của Cbanel ha các bạn. Rồi. Các bạn kéo xuống phía dưới này, các bạn lưu ý một cái thông tin là khi mà chúng ta đăng ký á, thì chúng ta sẽ có một cái phần là server IP ở đây. À, nó sẽ có một cái phần là server IP. Nếu chúng ta mua tên miền ở một cái nơi nào khác thì mà chúng ta mua cái hosting ở trên Tino thì các bạn lấy cái IP này, các bạn qua bên cái những cái nơi mà các bạn đăng ký cái tên miền thì chúng ta sẽ trỏ cái IP về đúng cái địa chỉ này ha. Đấy, thì như vậy sau đó nó sẽ phân giải, nó nhận DNS và tên miền và cái hosting của chúng ta sẽ kết nối lại với nhau. Để cho nó đơn giản cái quá trình rườm rà này thì các bạn nên đăng ký tên miền và hosting cùng một chỗ luôn để cho chúng ta tiện quản lý và chúng ta tiện thao tác ha các bạn, nếu các bạn không rành về kỹ thuật. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái bước đầu tiên là đăng ký hosting, tên miền và cập nhật bản khai. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua bước 2, đó là chúng ta sẽ cài đặt một cái WordPress. Nó là một cái mã nguồn mở vào cái nền tảng website của chúng ta. Rồi các bạn quay ra cái phần hosting. Các bạn kéo xuống phía dưới cuối cùng này. Nó trong cái phần software nó có một cái phần là WordPress Manager by Software ha các bạn. Các bạn bấm vào đây. Đấy. Nó sẽ có một cái nút là Install. Các bạn bấm vào. Rồi, trong cái khu vực này là cái khu vực để chúng ta cài đặt mặc định một cái bản WordPress thôi các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là HTTPS. Tiếp theo bên đây là chúng ta sẽ chọn cái tên miền của chúng ta cần cài đặt ha. Trong cái phần này thì chúng ta bỏ trống. Rồi, đặc biệt là cái phần phiên bản này các bạn. Các bạn chọn giúp mình phiên bản là 5.7.2. Tại vì phiên bản 5.8 nó có một cái số cái lỗi chưa vá xong. Và thứ hai nó sẽ có giao diện rất là khó sử dụng ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ nâng cấp sau. Tạm thời chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản là 5.7.2 để chúng ta thuận tiện thao tác hơn. Rồi cái xuống phía dưới này, trong cái phần sign name mình sẽ đặt là blog chia sẻ kiến thức WordPress. Site description là cái nơi mà chúng ta viết một cái đoạn mô tả, có thể là slogan của chúng ta ha các bạn. Tin tức WordPress mới nhất. WordPress mới nhất. Rồi, các bạn di chuyển qua phía bên tay phải này, các bạn sẽ tạo một cái user và password các bạn. Ở đây mình sẽ tạo là admin website. Trong cái phần admin user này mình sẽ tạo là admin website. Kéo xuống dưới cái phần password thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Mình sẽ xóa cái chữ pass này đi. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có một cái chìa khóa này. Mình sẽ bấm vào chìa khóa để nó tạo ra cho chúng ta một cái mật khẩu có cái độ an toàn cao hơn. Mình sẽ sao chép cái phần này, mình sẽ mở cái Notepad lên ha. Rồi mình sẽ lưu lại cái password này. Ở đây mình cũng lưu lại cái username này luôn. Mình sẽ copy cái phần username này. Đấy. Rồi mình bỏ lên trên này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email của chúng ta vào thôi các bạn. Rồi các bạn nhập địa chỉ email của các bạn vào. Kéo xuống phía dưới này. À, chúng ta copy email lại đi. Rồi, trong cái phần là language thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là Việt Nam. Rồi, các bạn ở quốc gia nào, các bạn tiện sử dụng cái ngôn ngữ nào thì chúng ta sẽ chọn đúng cái ngôn ngữ đấy ha. Ok, kéo xuống phía dưới này các bạn.
Trong cái phần Email Installer Detail Tool thì chúng ta sẽ nhập cái email vừa nãy chúng ta điền vào ha. Thì ở đây nó có hai email, thứ nhất là email dành cho admin. Admin là cái ông này nè, ở phía trên khu vực này. Rồi ở dưới đây là email dành cho người quản lý cái option của chúng ta, là những cái cài đặt của chúng ta ha các bạn. Các bạn sẽ bấm vào cái nút Install này. Rồi các bạn đợi cho cái tiến trình này nó tự động nó cài ha các bạn. À, đây là cái tiến trình mà nó tự động nó download, nó tải về cho chúng ta. Rồi, thì các bạn đợi trong vòng vài phút thôi, từ 3 tới 4 phút thì nó sẽ cài xong cái tiến trình này. Đấy, như vậy là nó đã hoàn tất cho chúng ta một cái quá trình cài một cái bản WordPress mặc định lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái website của chúng ta lên thử. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta cài đặt xong thì nó sẽ hiển thị ra cái chữ Hello World. Nếu mà chúng ta hiển thị ra cái chữ này thì mặc định chúng ta đã cài đúng rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua cái bước cài đặt WordPress. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái bước là cài đặt SSL. Rồi, SSL là gì? SSL là ở đây là cái cổng kết nối bảo mật. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta cài thì mặc định nó sẽ hiển thị như thế này ha, nó sẽ báo là kết nối của bạn không an toàn. Thì làm sao chúng ta sẽ hiển thị cái nút xanh lên? Giống như bên Tino họ có một cái nút như thế này là kết nối an toàn hả các bạn. Rồi các bạn quay trở lại cái phần cPanel của chúng ta. Thì ở đây ha các bạn, ở đây mình sẽ quay lại cái phần cPanel. Nếu mà các bạn không nhớ đăng nhập vào cPanel như thế nào thì các bạn vào cái tài khoản hosting của chúng ta mà đã gửi qua email á, các bạn đăng nhập vào cái đường link này ha, bấm vào đây. Đấy, đăng nhập user password vào. Ok. Bây giờ các bạn kéo xuống phía dưới này, các bạn tìm cái khu vực là SSL. Đây, trong cái mục là security thôi các bạn. Các bạn sẽ tìm giúp mình cái phần là SSL sạc một cái TLS status, các bạn bấm vào. Rồi, ở đây nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta cái website của chúng ta vừa mua ha, cái tên miền của chúng ta vừa mua. Thì chúng ta sẽ check vào những cái đang dính tới tên miền của chúng ta. Ví dụ ở đây của mình là website tin tức.com. Rồi, mình sẽ check vào hết luôn. À, các bạn sẽ có một cái nút check đầy đủ như thế này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái chữ là Run Auto SSL. Đấy, các bạn đợi cho cái tiến trình này nó tự động nó cài đặt SSL cho chúng ta ha. Rồi khi mà chúng ta sử dụng cái tên miền của, khi mà chúng ta đăng ký cái hosting của bên Tino, cái hay là họ đã tích hợp cái phần SSL trên hosting cho chúng ta sử dụng, và chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí mua SSL đó ha các bạn ha. Rồi ok, thì sau khi nó cài đặt thành công thì nó sẽ báo ra cái chữ là success. Đấy, nó sẽ tự động nó reload lại cho chúng ta và tất cả những cái mục này của chúng ta nó màu xanh lên hết ha các bạn. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài thành công. Trường hợp mà các bạn cài mà nó báo lên màu đỏ, chắc chắn là các bạn đã cài bị sai thao tác, hoặc là chúng ta bị rớt mạng trong quá trình cài, hay là chúng ta trỏ DNS nó chưa về ha các bạn ha. Làm sao để chúng ta biết DNS của chúng ta nó đã trỏ về cái hosting của chúng ta? Thì các bạn mở cho mình một cái tab mới, các bạn gõ giúp mình cái chữ là WAS DNS. Đấy, các bạn truy cập tới cái tên miền là dnswas.info, các bạn bấm vào đây thì mình sẽ nhập cái tên miền của mình vào là website tin tức.com. Các bạn bấm enter thì các bạn thấy ngay lập tức cái phần này nó sẽ trả về kết quả cho chúng ta ha. À, đó, cái này nó tự nhận IP cho chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta đăng ký một chỗ luôn thì nó sẽ nhận cái name server và cái IP của chúng ta ha. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái bước cài đặt SSL thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra trang web của chúng ta, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa coi thử nó đã hoạt động hay chưa. Bây giờ chúng ta bấm tải lại. Rồi, các bạn thấy ở đây nó vẫn chưa hiện thì chúng ta làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào phần đây, đăng nhập vào phần quản trị admin. Rồi, đăng nhập vào phần quản trị admin thì chúng ta nhập user password vào hả các bạn. Đó, chúng ta nhập admin ở đây, password vào. Rồi các bạn bấm vào tự động đăng nhập để lần sau nó khỏi hỏi chúng ta lại nữa ha. Ok. Rồi, khi mà chúng ta đăng nhập vào thì ở đây nó đã xuất hiện rồi các bạn ha, nó đã xuất hiện kết nối an toàn rồi. Bây giờ mình mở ra lại một lần nữa nè. Đấy, nó đã có chứng chỉ SSL cho chúng ta rồi ha. Như vậy là cái website của chúng ta đã tích hợp được cái cổng SSL an toàn rồi. Đấy, rồi như vậy là chúng ta đã đi qua cái bước này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một cái bước khác là chúng ta sẽ cài cái theme ha các bạn. Thì cài cái theme là cái phần là nguyên liệu để chúng ta có công cụ để chúng ta xây dựng được một cái website tin tức theo ý của chúng ta ha các bạn ha.
Rồi làm sao để chúng ta có được cái phần này thì các bạn bấm vào cái đường link dưới cái phần mô tả của cái kênh YouTube ha. Thì mình có để một cái đường link ở đấy. Đây là cái thêm bản quyền thì chúng ta cần phải đăng ký để chúng ta tải về ha các bạn. Sau khi chúng ta tải về thành công thì ở đây nó có cái phần là nút giao diện, các bạn bấm vào cái chữ giao diện ở đây. Rồi ok, ở đây nó có một cái nút thêm mới, các bạn bấm vào giúp mình. Rồi, nó hiển thị ra cái nút là tải giao diện lên thì chúng ta sẽ tải cái giao diện mà chúng ta vừa tải lên ha các bạn. Rồi, thì ở đây nó có cái nút tải giao diện lên thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút chọn tệp để chúng ta đưa cái giao diện mà chúng ta vừa download về ha. Rồi bấm vào đây. Rồi ở đây mình đã có cái theme sẵn, mình đã tải về rồi ha. Các bạn bấm vào chúng ta sẽ tải cái theme này lên. Rồi chúng ta bấm vào Open. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái nút cài đặt ở đây. Rồi sau khi chúng ta upload cái giao diện lên thành công thì các bạn sẽ thấy một cái nút ở đây là cái nút kích hoạt nè. Các bạn bấm vào cái nút kích hoạt ha. Đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công cái phần theme của chúng ta. Thì các bạn chưa cần làm gì hết, các bạn sẽ mở cái phần này ra. Đấy. Thì các bạn thấy ở đây là cái giao diện của chúng ta nó đã được đổi mới rồi ha. Khi nãy là nó chỉ có cái chữ là Hello World thì bây giờ nó đã hiển thị ra được như thế này rồi. Và bây giờ công việc của chúng ta là đi setup và chúng ta cài những cái phần cần thiết để nó ra một cái giao diện như ý của chúng ta. Bây giờ các bạn quay trở lại cái phần này thì ở đây chúng ta sẽ đi qua từng phần. Thứ nhất là step 1 là custom option panel thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là go to ở đây. Đấy. Rồi các bạn đợi cho nó tải xong thì nó sẽ hiển thị ra cái mục cho chúng ta tùy chỉnh ở đây ha. Thì cái phần này chúng ta sẽ làm chi tiết ở cái phần công đoạn tiếp theo. Chúng ta sẽ quay lại. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái bước số 2 ha các bạn là ở step 2 nè. À, chúng ta sẽ bấm vào recommend option. Rồi. Ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta cài đặt một cái plugin quan trọng đó là cái phần Contact Form 7. Rồi chúng ta sẽ bấm vào Install and Active ở đây. Ok, sau khi nó cài thành công thì chúng ta bấm vào cái nút Active ở đây ha các bạn. Rồi như vậy là nó đã Active cho chúng ta rồi. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào cái phần là Step 3 ha các bạn. Ở đây là chúng ta sẽ nhập cái license vào. Thì khi mà các bạn đăng ký mua nó có một cái license thì chúng ta phải nhập cái license đó vào đây để chúng ta kích hoạt lên ha. Chúng ta bấm vào cái chữ là Active License. Rồi các bạn nhập cái key vào. Sau đó các bạn bấm vào cái chữ là lưu thay đổi. Rồi ok. Như vậy là cái key của mình đã được kích hoạt thành công. Khi mà các bạn thấy license của các bạn đã được kích hoạt. Như vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công. Thì nếu mà các bạn không có cái key thì chúng ta sẽ không update được lên cấp phiên bản mới. Khi đó chúng ta sẽ không sử dụng được những cái tính năng cập nhật của cái thêm bản quyền này. Nên do đó các bạn cần phải nhập cái key này vào. Ok. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái công đoạn là chúng ta cài một cái giao diện lên rất là nhanh chóng hả các bạn ha. Rồi, bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta làm sao để cho nó ra được một cái giao diện đẹp và đầy đủ thông tin. Thì trước khi mà chúng ta thiết kế giao diện thì chúng ta cần phải nhập liệu vào hả các bạn. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là bài viết, chúng ta sẽ bấm vào chuyên mục. Rồi, thì trong cái phần này mình sẽ chia ra 10 cái chuyên mục mà mình cần đăng lên ha các bạn ha. Ở đây khi mà chúng ta tạo mặc định nó sẽ xuất hiện ra một cái phần là mặc định như thế này. Nó có tên là uncategory thì chúng ta sẽ đổi tên nó lại, các bạn bấm vào cái chữ là chỉnh sửa ở đây. Rồi, các bạn lưu ý cái phần uncategory này là một trong những cái chuyên mục mặc định chúng ta sẽ không xóa bỏ nó đi được. Chúng ta chỉ cần đổi tên nó lại để chúng ta sử dụng ha các bạn ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổi tên nó lại là ví dụ như mình sẽ cho là thủ thuật WordPress. Rồi, tiếp theo ở dưới phần đường dẫn này mình sẽ xóa đi. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới, các bạn bấm vào cái nút cập nhật ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái chuyên mục đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ tạo chuyên mục thứ hai là cái phần là login WordPress. Rồi, nó sẽ là cái chuyên mục số 2, các bạn bấm vào chuyên mục. Các bạn bấm vào thêm chuyên mục thì nó sẽ chạy qua đây ha. Rồi số 3 mình sẽ ghi là thêm WordPress. Rồi bấm vào thêm chuyên mục. Tương tự như vậy các bạn thêm tất cả những chuyên mục của chúng ta vào. Rồi mình sẽ thêm chuyên mục thứ tư.
Rồi thêm chương mục thứ năm. Ok, như vậy là mình đã thêm vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chuyên mục rồi ha các bạn. Đây là 7 cái chuyên mục mà mình cần thể hiện nó trên menu. Rồi, sau khi chúng ta thêm chuyên mục rồi thì chúng ta sẽ quay qua cái phần là giao diện ở đây. Chúng ta đi tạo menu thôi các bạn ha. Thì menu là cái phần nào? Thì ở trên website của chúng ta nó có một cái thanh điều hướng ở khu vực này. Ví dụ như trang chủ, trang giới thiệu, rồi trang chuyên mục của chúng ta. À, nó sẽ nằm một cái hàng ở đây, chúng ta gọi là menu hay còn gọi là thanh điều hướng ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái phần là menu của chúng ta. Ok, thì trong cái phần giao diện này chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần menu, chúng ta bấm vào. Rồi trong cái phần giao diện này chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần menu ở đây. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đưa tất cả những chuyên mục vừa tạo vào đây ha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo cho nó một cái menu có tên là menu chính. Main menu cũng được ha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào là primary menu ở đây, chúng ta bấm vào tạo trình đơn. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái trang đó là sample page thì chúng ta sẽ bấm vào thêm vào menu này các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn di chuyển xuống cái phần chuyên mục ở đây. Chuyên mục dưới đây ha các bạn bấm vào xem tất cả. Rồi, chúng ta bấm vào chọn toàn bộ. Chúng ta bấm vào thêm menu thì ngay lập tức nó sẽ nhảy qua bên phía tay phải của chúng ta. Sau đó chúng ta bấm vào lưu menu thôi các bạn. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo một cái menu thành công. Bây giờ chúng ta mở ra. Đấy, thì các bạn thấy nó sẽ nằm như thế này ha. Nó sẽ nằm trình tự từ trái sang phải như thế này cho chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi cái tên sample page thành cái trang chủ ha. Thì làm cách nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái thằng này. Trong đây nó có cái phần trang, chúng ta mở ra. Ok, thì mặc định cái file WordPress khi mà chúng ta cài đặt nó sẽ có hai trang. Thứ nhất là policy và thứ hai là sample page. Thì chúng ta xóa cái phần là policy này đi. Rồi trong phần sample page này thì chúng ta bấm vào chỉnh sửa ở đây. Ok. Rồi trong cái phần sample page này chúng ta đổi cái tên nó lại là trang chủ. Rồi trong phần content này thì chúng ta xóa hẳn nó đi luôn thôi các bạn. Các khối này nè. Rồi, các khối này chúng ta xóa đi. Đấy. Rồi sau đó chúng ta bấm vào chữ cập nhật ở đây. Ok. Thì làm sao chúng ta chọn cái trang chủ này là cái trang tỉnh, tức là khi mà mặc định vào website của chúng ta là nó sẽ chạy tới cái phần trang chủ luôn. Thì các bạn sẽ làm như thế nào? Rồi cái thằng này xong rồi chúng ta sẽ tắt nó đi. Bây giờ các bạn quay trở về trong cái phần là cài đặt. Sau đó các bạn kéo xuống là cái phần đọc ở đây ha các bạn. Cái nút đọc ở đây nè. Các bạn bấm vào. Chúng ta sẽ thấy một cái phần là bố cục trang chủ. Chúng ta sẽ chọn ở đây là một trang tỉnh. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn cho nó là cái trang chủ này ha. Trang chủ sẽ là cái trang mặc định vào website của chúng ta. Nếu mà website của chúng ta đang phát triển chưa xong, chúng ta đang làm giao diện và chúng ta đang làm nội dung thì các bạn tắt cái phần index này đi. Tắt index này đi. Tức là Google nó sẽ không đọc cái tên miền của chúng ta cho tới khi mà chúng ta đã làm hoàn thiện tất cả các hạng mục trên cái web của chúng ta rồi thì lúc đó chúng ta sẽ bật lên, như vậy nó sẽ tốt hơn ha các bạn ha. Ok, sau đó chúng ta bấm vào cái nút lưu thay đổi ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái blog của chúng ta ra xem thử. Đấy. Đây là cái giao diện trang chủ của chúng ta. À, chúng ta chỉ mới đưa cái phần này lên thôi. À, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ có mới đưa cái phần menu, đưa cái trang chủ là cái trang mặc định thôi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thiết lập trang chủ và cái menu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái logo, chúng ta thay thế cái logo này ha các bạn. Thì mặc định nó tạo ra là cái chữ là blog chia sẻ kiến thức như thế này thì nó không có đẹp. Thì làm sao chúng ta có một cái logo chúng ta thay lên chỗ này cho nó đẹp hơn các bạn ha. Rồi ok, mình sẽ vào cái trang quăng thứ web của mình nè. À, quăng thứ web.com này của mình sẽ tải tạm cái logo này xuống. Đấy, mình sẽ lấy chung cái logo này luôn ha các bạn. Lấy chung cái logo này. À, rồi đây là cái web mà mình làm demo cho các bạn hiểu, nhưng khi mà các bạn làm thực tế thì các bạn cần phải thiết kế một cái logo cho nó hoàn thiện rồi chúng ta sẽ up lên ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái phần giao diện của chúng ta. Trong đây nó có một cái phần là tùy biến ha các bạn. Đấy, trong đây nó có phần là nút tùy biến.
Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái đầu tiên là cái phần là General Setting. Bấm vào đây. Các bạn bấm vào cái chữ là nhận diện size giúp mình. Ở đây chúng ta sẽ chọn cho nó một cái logo. Rồi chúng ta sẽ upload cái logo này lên ha các bạn. Một là các bạn cầm như thế này, các bạn kéo thả lên đây. Đấy, nếu mà các bạn sử dụng MacBook thì chúng ta bấm vào tải lên như thế này cũng được. Hoặc là chúng ta cầm kéo thả lên cũng được ha. Cách nào cũng được hết. Rồi, khi mà chúng ta đưa cái tiêu đề logo này lên thì chúng ta có thể nhập thông tin mô tả của cái logo này. Ví dụ như là website, tin tức, WordPress. Đấy, mình nhập một cái tiêu đề như vậy. Mình bỏ vào chú thích và mô tả ở đây ha. Tức là chúng ta sẽ đi làm SEO cho cái hình này. Rồi chúng ta bấm chọn. Chúng ta bấm vào cắt ảnh. Thì như vậy nó đã xuất hiện ra ở đây cho chúng ta. Các bạn nhìn thấy ở đây nó có chữ là blog chia sẻ kiến thức WordPress. Mình nhìn như thế này nó rất là chón cái không gian cái chỗ logo này. Mình sẽ tắt cái phần này đi. Đấy, các bạn tắt đi thì nó sẽ chỉ hiển thị lại cái logo của chúng ta thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm một cái FAV icon, cái biểu tượng đó các bạn. Có kích thước là hình vuông 512 x 512. Thì cái FAV icon nó sẽ xuất hiện trên đầu này nè các bạn. À, giống cái chữ là WT này ha. Rồi, mình sẽ mượn cái trang của mình là cái chữ FAV icon nè. Mình sẽ lấy cái logo của nó, mình dùng đỡ thôi các bạn ha. Mình sẽ lấy tạm cái logo này. Rồi, đấy. Sau khi mà mình tải hai cái phần này về rồi, bây giờ mình up. Sau khi mà mình tải cái phần này về rồi, bây giờ mình sẽ upload lên. Trong cái phần biểu tượng nè, mình cũng upload cái thằng này lên luôn. Rồi, chúng ta bấm vào chọn. Bấm vào cắt ảnh. À, các bạn lưu ý giúp mình cái kích thước nha. Luôn luôn là hình vuông, các bạn lưu ý không? Cái hình này là Google nó quy định là kích thước hình vuông ha. Nếu mà các bạn up một cái kích thước hình chữ nhật lên thì mặc định nó cũng cắt sáng thành hình vuông. Nên do đó chúng ta cần phải làm chuẩn ở phía dưới trước. Rồi chúng ta bấm vào đăng. Đấy. Rồi các bạn sẽ nhìn trên phía trên này ha. Rồi mình sẽ tắt cái thằng này đi. Tắt những cái phần này đi. Bây giờ mình sẽ ép 5 cái trang của mình lại nè. À, thì các bạn thấy cái logo nó đã xuất hiện ở đây rồi. Và cái phần FAV icon là nó đã xuất hiện trên này rồi ha. À, như vậy là chúng ta đã xong cái phần tạo cái logo và cái phần này ha. Chúng ta đăng tải lên rồi. Thì ở khu vực này nó có một cái khoảng trống như thế này là để mục đích làm gì? Để chúng ta up một cái hình quảng cáo lên hả các bạn? Đó, ngay chỗ này. Chúng ta sẽ up một cái tấm hình quảng cáo lên. Thì mình sẽ lên Google, mình gõ một cái là banner ads GDN hả các bạn. Mình sẽ gõ một cái từ khóa là banner ads GDN. Rồi bấm vào hình ảnh ở đây. Mình sẽ chọn một cái hình ảnh kích thước là hình ngang. Rồi, thì ở đây mình tìm được một cái ảnh banner như thế này. Đấy, trong đây nó có 3 kích thước là hình dọc mà các bạn. Cái đây là hình chữ nhật đứng nè. Thứ nhất là hai là hình chữ nhật vừa phải nè. Rồi thứ ba là hình chữ nhật nằm ngang. Thì mình cần lấy cái hình này để mình up lên cái khu vực đó. Mình sẽ đưa cái thằng này vào Photoshop ha. Mình sẽ mở Photoshop lên. Nếu mà các bạn không có Photoshop thì các bạn có thể di chuyển vào cái phần Canva này các bạn. Canva. Chúng ta truy cập vào cái trang Canva ha. Thì chúng ta sẽ tìm ở đây một cái banner. Các bạn gõ ở đây cái chữ là banner. Rồi các bạn gõ banner ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cái chữ là blanket này hả các bạn ha. Các bạn bấm vào. Rồi nó sẽ xuất hiện ra rất là nhiều cái kiểu banner ở đây cho chúng ta lựa chọn. Thì các bạn muốn xuất hiện như thế nào thì các bạn bấm vào đây các bạn thiết kế ha. Còn nếu mà các bạn không sử dụng quen cái thằng này thì chúng ta có thể sử dụng Photoshop. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng Photoshop ha. Đấy, mình sẽ bỏ cái banner này vào. Mình chỉ lấy cái phần này thôi. Mình chỉ lấy cái file ảnh ở phía cuối cùng thôi. Các bạn lưu ý là cái phần này mình sẽ thiết kế sau. Ban đầu mình làm lên cái khung sườn trước. Nội dung mình sẽ tự cập nhật sau thôi các bạn ha. Chứ lúc đầu mà các bạn vừa làm nội dung và các bạn vừa hoàn thiện hết từng cái thì nó sẽ rất là lâu. Rồi, mình sẽ cắt cái này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xuất ra cái file ảnh này ha. Mình sẽ xuất ra cái đuôi là JPG. Chất lượng 100%. Rồi, ok. Mình sẽ đặt tên cho nó là banner top. Rồi, ở đây thì chúng ta
Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái phần mặc định ha. Các bạn đăng nhập vào cái phần tên miền của chúng ta, secret red-admin, để chúng ta quay về cái giao diện admin. Các bạn kéo xuống phía dưới giao diện này, chúng ta sẽ di chuyển vào cái phần là widget ha các bạn. Ở đây nó có một cái phần giao diện nè, chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần là widget. Rồi, các bạn sẽ thấy một cái phần nữa là header ads ha các bạn. Các bạn sẽ kéo một cái tấm hình vào. Rồi chúng ta sẽ nhìn bên phía tay trái này, nó sẽ có một cái phần là ảnh nè. Các bạn kéo cái ảnh vào. Ảnh vào khu vực ads này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ bấm vào thêm ảnh nè. Chúng ta tải tấm ảnh vừa rồi lên. Banner top ha các bạn. Rồi, mình sẽ chọn cái banner top mình đưa lên đây, bấm vào thêm vào bộ sưu tập. Rồi. Mình sẽ bấm vào lưu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Đó, thì khi mà chúng ta mở ra, kích thước nó chỉ có tí teo như thế này ha, nó không cân đối. Thì làm sao chúng ta làm cho nó cân đối, quay trở lại ha. Rồi mình sẽ quay trở lại cái phần là header ads ha, các bạn mở ra. Các bạn bấm vào đây. Tại sao nó như vậy? Tại vì khi mà chúng ta cài đặt hiển thị á là chúng ta để kích thước nhỏ. Ở đây chúng ta phải để kích thước đầy đủ ha. Đấy, bấm vào cập nhật. Lưu thay đổi. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở một tab mới ra. Chúng ta xem. Rồi như vậy nó đã cân đối cái khu vực này rồi ha các bạn. Đây. Đó, nó đã cân đối cái khu vực này rồi. Rồi, sau khi mà chúng ta đã xong cái phần này rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp theo tới chúng ta thiết kế cái giao diện ở trang chủ của chúng ta ha các bạn. Thì đầu tiên khi mà chúng ta vào trang chủ, ở đây nó có nút sửa trang này, các bạn bấm mở ra ha. Rồi, khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta nhìn bên phía thuộc tính trang này nè, nó có là mẫu mặc định hoặc là home page, thì các bạn chọn home page giúp mình nha. Rồi ở đây nó có một cái phần là right sidebar, thì các bạn chọn cái kiểu này giúp mình ha. Các bạn chọn hai thành tố, thứ nhất là right sidebar, thứ hai là home page. Rồi chúng ta sẽ bấm cập nhật lại nha. Thì trước khi mà chúng ta thực hiện cái phần này thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bài viết, chúng ta đăng cái nội dung demo lên trước. À, chúng ta phải có một cái nội dung bài viết để chúng ta hiểu được cái cấu trúc giao diện nó hoạt động như thế nào. Sau khi mà chúng ta làm nội dung xong thì chúng ta sẽ xóa những cái demo này đi ha các bạn ha. Rồi, các bạn di chuyển tới cái phần là bài viết nè. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần bài viết thì nó sẽ hiển thị ra một cái bài mặc định là Hello World. Thì mình sẽ xóa cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào bài viết mới. À, chúng ta sẽ viết một cái bài viết mới ha các bạn. Rồi, khu vực thêm tiêu đề thì mình sẽ thêm cái tiêu đề vào ha. Sale là gì? Lợi ích của SEO. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái bài viết tạm trên mạng ha các bạn. Các bạn lưu ý đây là cái nội dung demo. Các bạn đừng có quá bận tâm cái phần này ha, mình làm demo cho các bạn hiểu trước á. Rồi, đây, ví dụ như mình copy một cái đoạn của trên mạng như thế này. Rồi mình về mình bỏ vào đây. Đấy. À. Rồi mình sẽ giữ nguyên tất cả những cái đường link này không xóa gì hết. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái tấm ảnh đại diện nữa. Rồi, mình kiếm một cái tấm này đi. Lưu. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ di chuyển vào cái phần bài viết ở đây. Chúng ta kéo vào cái phần ảnh đại diện nè. Chúng ta up cái ảnh đại diện lên. Rồi, chúng ta bấm vào cài đặt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn chuyên mục cho nó ha. Ở đây mình sẽ chọn cho nó thuộc tất cả những chuyên mục luôn. Tại vì web của mình demo mà mình đăng vài bài thôi, để cho tất cả những cái phần kia nó có cái nội dung ha các bạn. Bấm vào đăng. Ok. Rồi chúng ta xem thử cái bài viết của chúng ta ha. Thì cái phần hướng dẫn viết một cái bài chuẩn SEO thì mình sẽ hướng dẫn sau ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái cấu trúc bài viết trước ha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái phần trang chủ của mình. Đó. Thì ở đây nó đã xuất hiện ra một cái bài rồi, thì bây giờ mình sẽ nhân bản nó lên. À, thì làm sao để mình nhân bản bài viết lên nhanh thì các bạn bấm vào phần login nè. Rồi. Các bạn bấm vào phần login ha. Ở đây chúng ta bấm vào nút cài mới. Ok, thì trong cái ô tìm kiếm này nè, các bạn gọi giúp mình cái chữ là duplicator post. Đấy, các bạn gọi giúp mình cái chữ này. Duplicator post. Đây. Rồi, sau đó nó sẽ xuất hiện ra của tác giả là metaphor gì nè các bạn bấm vào cái này ha. Đó, các bạn bấm vào đúng cái login này giúp mình ha. Chúng ta tạo ra một cái bài viết mẫu thôi, rồi sau đó chúng ta nhân bản lên tầm cỡ 10 bài để chúng ta làm cái giao diện, các bạn hiểu ý không? Chứ không phải là chúng ta sử dụng 10 bài này để chúng ta đăng lên trên Google ha. Các bạn lưu ý cái chuyện đó nha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm lại cái phần tất cả bài viết nè. Cài login xong, kích hoạt xong, chúng ta quay lại. Nó sẽ có một cái nút nữa là duplicate. Duplicate cái bài viết, tức là nó nhân bản lên. Thì các bạn bấm 10 lần ha. Ở đây có một bài rồi thì chúng ta sẽ bấm 9 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7. 8. 9. 10. Đấy, chúng ta đã có 10 bài demo rồi ha các bạn. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã có cái phần dữ liệu đầu vào để chúng ta làm giao diện rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lại cái phần widget ở đây ha các bạn. Rồi, ở đây phần widget này nó có rất là nhiều thành phần để chúng ta thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái phần là Home Top Section. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái phần này. Và trước khi thay đổi phần này thì chúng ta sẽ quan sát ở trên này nè. Nó có một cái chữ là Ranking New. Chúng ta muốn đổi nó sang một cái style khác thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn nhìn lên phía trên này nó có chữ tùy biến. Nếu mà không nhìn thấy thì trong cái phần giao diện này nè, nó có chữ tùy biến, các bạn mở ra. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần header setting. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần là sticker section. Đấy, ở đây nó có chữ là breaking new. Nếu mà chúng ta việt hóa nó ra là tin nổi bật ha, hoặc là tin hấp dẫn gì đó, hoặc là tin mới gì đó ha, tin nổi bật đi. Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có là 1, 2, 3 cái kiểu. Chúng ta có thể lựa chọn 3 cái kiểu hiển thị khác nhau hả các bạn. Rồi, ở đây nó có cái phần là Chat to show category. Nếu mà chúng ta chat vào thì nó sẽ hiển thị những cái chuyên mục của chúng ta ra đây. Ở đây là cái phần mà cho chúng ta nhập số lượng. Nếu các bạn nhập 5 cái category thì nó sẽ lấy 5 cái ra đây ha. Nếu chúng ta nhập 8 thì nó sẽ hiển thị 8 ra đây. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn ẩn nó đi thì chúng ta bấm vào cái chữ hay ở đây là nó ẩn cái phần nó đi ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ show nó lên. Mình sẽ bấm nút lưu. Ok. Như vậy là chúng ta đã chỉnh xong cái phần đó ha. Rồi mình tắt cái phần này đi. Bây giờ làm sao để chúng ta đưa nội dung vào cái khu vực trong cái phần body này, trong cái phần nội dung của trang chủ này. Thì trong cái phần widget nè, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là Home Top Section. Bây giờ các bạn kéo giúp mình cái phần là Feature Slider. Kéo bỏ qua đây. Chúng ta sẽ lựa chọn cái chuyên mục cho nó xuất hiện khu vực này. Ví dụ mình chọn là hướng dẫn SEO đi ha. Ở dưới đây, trong phần Feature Post Category thì mình sẽ chọn là hướng dẫn YouTube. Rồi kéo xuống phía dưới này nó có là rất là nhiều kiểu, 1, 2, 3 kiểu xuất hiện ha. Thì chúng ta sẽ chọn một trong ba kiểu tùy ý chúng ta. Rồi chúng ta check vào đây. Check to show slider page. Rồi các bạn bấm lưu. Rồi các bạn quay ra đây, chúng ta F5 lại. Thì các bạn thấy ngay chỗ này nó sẽ xuất hiện ra những cái kiểu như thế này ha. Đó, một tin nổi bật to nó nằm ở đầu đây ha. Còn bốn cái tin còn lại nó sẽ nằm phía dưới này. Tại vì cái tin của mình nhân bản lên nó giống nhau, các bạn hiểu không? Nên chúng ta nhìn sẽ có cảm giác là nó cùng là một tin ha. Thì bây giờ làm sao để chúng ta thấy cái sự khác biệt? Mình sẽ vào cái bài viết của mình ha. Mình sẽ chỉnh sửa lại một số cái ảnh đại diện ha các bạn. Bấm vào đây. Rồi mình sẽ chọn ảnh đại diện khác đi. Để cho chúng ta cảm nhận thấy cái sự khác biệt ha. Rồi. Mình sẽ chọn tạm những cái hình khác. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra đây, mình F5 lại nè. Các bạn thấy nó sẽ khác nhau đúng không? Nhìn nó sẽ khác nhau đi. Rồi tiếp theo mình sẽ quay lại một hai cái nữa. Mình đổi lại luôn. Rồi bấm chỉnh sửa. Hướng dẫn SEO đi. Mình đổi tiêu đề lại luôn. Rồi mình lên mình kiếm một tấm ảnh về hình đại diện là SEO. Ví dụ như mình lấy tấm này ha. Ví dụ như mình lấy tấm này đây. Rồi mình tải về. Ok, mình sẽ sử dụng cái tấm này để làm demo. Rồi các bạn lưu lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tải lại cái phần này ha. Rồi, các bạn càng thay thì càng ngày nó sẽ hiển thị ra càng đẹp hơn. Rồi sẵn ở đây mình sẽ thay thêm một tấm nữa đi. Rồi mình sẽ kiếm một tấm ảnh khác ha các bạn. Lưu tấm này xuống. Ok.
Nếu mà các bạn có nội dung thật thì chúng ta không cần làm phần này, nó mất công thôi các bạn. Thì ở đây mình chưa có nội dung, mình sẽ làm demo cái khuôn khổ nó trước. Đấy, mình F5 lại nè. Rồi, ok, như vậy là được rồi ha. Đấy, thì các bạn thấy cái phần này của chúng ta nó sẽ có kiểu slide như thế này. À, đây là những cái tin nó bật. Rồi, những cái đây là những cái tin nó hiển thị ra. Đây là cái khu vực thứ nhất thôi các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quay lại cái phần là widget của chúng ta. Tắt cái thằng này đi. Tắt những cái thông tin này đi. Rồi, mình sẽ quay trở lại cái phần widget ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần là home middle section hả các bạn. Các bạn sẽ kiếm cái phần là blog post này các bạn, CV 2.blog post này các bạn kéo thả qua. Rồi, ok. Thì trong cái khu vực này thì chỗ này chúng ta sẽ điền một cái tiêu đề, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là thủ thuật WordPress đúng không? Thì mình sẽ đưa cái tiêu đề là thủ thuật WordPress. Đấy. Rồi chúng ta sẽ chọn một trong những cái kiểu này ha các bạn. Đấy, thì chúng ta lựa chọn, chúng ta bấm vào lưu thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta quay ra đây chúng ta xem thử. Đấy, thì cái phần thủ thuật WordPress của chúng ta nó sẽ xuất hiện như thế này. 1 2 3 4 5 6 cái tin thôi các bạn. 6 tin, và bên tay trái là một cái tin chính và những cái thằng này là những cái tin tiếp theo thôi các bạn ha. Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu khác ha. Đấy, các bạn có thể lựa chọn ở trên là hai cái hình lớn nè, còn ở dưới là những cái tin nhỏ. Đó, nó có rất là nhiều kiểu cho chúng ta lựa chọn ha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta muốn thêm một cái khối nữa thì chúng ta làm như thế nào? Rồi tiếp theo chúng ta muốn cái chuyên mục khác thì chúng ta lại làm tiếp tục tương tự như vậy ha. Trong phần CV Board này chúng ta kéo tiếp tục vào. À, mình sẽ chọn cái chuyên mục là ví dụ như là hướng dẫn SEO đi. Hướng dẫn SEO. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn cái giao diện này. Bấm lưu lại. Rồi quay ra đây chúng ta tải lại ha. Đấy. Hướng dẫn SEO, đây là một tin lớn và đây là những bốn cái tin nhỏ của chúng ta. Rồi, cơ bản như vậy là chúng ta đã xong cái khu vực này rồi. Thì các bạn muốn thể loại nào thì chúng ta cứ làm như vậy ha. Ở trang chủ của chúng ta muốn đưa cái tin nào ra thì tùy chúng ta ha các bạn. À, các bạn cứ làm tương tự như vậy, các bạn cứ đưa vào cái khu vực là home middle này, tức là cái đoạn ở chính giữa này của chúng ta ha. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần nội dung này rồi. Thì các bạn nhìn thấy bên phía tay phải này của chúng ta nó có một cái khoảng trống như thế này đấy ha. Thì bên phía tay trái này của chúng ta đã lắp đầy nội dung rồi, tuy nhiên bên phía tay phải này chúng ta còn một cái khoảng trống. Vậy thì chúng ta làm sao để phủ luôn cái đoạn này ha. Rồi chúng ta quay trở lại cái phần widget nha. Rồi các bạn sẽ tìm cái khu vực là Home Middle Right Side ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ nhìn bên phía tay trái này nó có cái phần là Recent Post này các bạn. Đây là những cái tin mà chúng ta vừa đăng lên ha các bạn. Thì nó lấy theo thời gian mới nhất ha. Chúng ta kéo cái phần này vào. Đấy, các bạn lưu ý là cái chữ là Recent Post ha. Ở đây mình sẽ đặt là tin tức. Mình sẽ đặt cái tên là tin tức nổi bật. Rồi mình sẽ cho số lượng ở đây là 6 cái đi. Rồi chúng ta sẽ bấm vào lưu thay đổi ha. Bây giờ chúng ta sẽ ra trang chủ chúng ta F5 lại nha các bạn. Rồi khi mà chúng ta tải trang chủ lại thì các bạn thấy ở đây ha, cái phần tin tức nổi bật của chúng ta nó được sắp xếp như thế này rất là đẹp. Đấy. À, các bạn thấy không? Ở phần tin tức của chúng ta nó được sắp xếp như thế này. Rồi. Nếu tin tức nổi bật của chúng ta nhiều quá thì chúng ta giảm lại ha các bạn ha. Ở đây chúng ta giảm lại số lượng là 5 cái thôi. Ok. Bây giờ mình muốn đưa một vài cái video nội dung nổi bật của mình vào đây thì chúng ta làm như thế nào hả các bạn? À, mình sẽ lên YouTube mình lấy một cái video. Rồi mình sẽ mở cái kênh YouTube lên. Mình vào cái kênh YouTube là Văn Thế Web của mình ha. Đấy, ví dụ như mình muốn lấy cái video mới nhất này. Rồi các bạn bấm vào video, sau đó các bạn bấm vào cái nút chia sẻ ở đây. Bấm vào sao chép ha các bạn. Rồi chúng ta quay trở lại cái phần blog của chúng ta. Quay trở lại cái phần widget của chúng ta ha. Các bạn sẽ tìm giúp mình một cái khu vực là video. Các bạn nhấn Ctrl F trên bàn phím. Các bạn bấm video thì nó sẽ xuất hiện cái khu vực video đây. Chúng ta kéo vào hả các bạn. Kéo vào phía dưới cái phần tin tức nổi bật. À, chúng ta thả vào đây. Rồi. Mình sẽ đặt tựa đề là video hay. Rồi mình sẽ bấm vào cái chữ là thêm video. Trong đây nó có cái chữ là tràn từ URL thì các bạn sẽ nhúng cái đường link video vào. Các bạn dán vào. Rồi sau đó chúng ta bấm vào thêm vào widget. Đấy, nó sẽ nằm ở chỗ này cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta phải quay trở lại đây. Chúng ta tải lại.
Thì các bạn thấy cái video của mình nó đã được nằm ngay khu vực này rồi ha các bạn ha. Đấy, thì ở phía trên này là tin tức nổi bật này các bạn, còn ở phía dưới này là cái video của mình. Rồi ở đây mình muốn cho vài cái mạng xã hội thì chúng ta làm như thế nào ha. Các bạn quay trở lại cái phần widget. Bây giờ các bạn sẽ tìm giúp mình cái đoạn là social media. Social media này các bạn, CV 2 chấm social media. Các bạn kéo ra, các bạn thả vào đây. Rồi, mình sẽ đặt cái tiêu đề là liên kết của chúng tôi. Rồi mình sẽ chọn cái giao diện kiểu là kiểu layout 2 ha các bạn ha. Các bạn bấm vào lưu thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta quay ra đây, chúng ta F5 lại. Các bạn kéo xuống phía dưới này thì nó sẽ xuất hiện ra những cái đường liên kết của chúng ta. Nếu mà các bạn thấy cái liên kết này nó không đẹp, chúng ta có thể chỉnh thành cái liên kết layout 1 nè. Rồi các bạn bấm lưu lại. Quay lại đây chúng ta F5 lại ha. Rồi chúng ta kéo xuống phía dưới này chúng ta xem. Rồi như vậy là nó đã xuất hiện ra những cái mạng xã hội này cho chúng ta. Nếu trường hợp mà các bạn không xuất hiện những cái mạng xã hội này thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn nhìn trên phía trên nó có cái nút tùy biến nè, các bạn mở ra. Rồi chúng ta mở cái nút tùy biến này ra ha các bạn ha. Chúng ta sẽ kéo xuống cái phần là Additional Setting, chúng ta bấm vào. Sau đó chúng ta di chuyển tới cái phần là Social Icon, chúng ta mở ra. Rồi ở đây nó sẽ có một cái danh sách social cho chúng ta. Thì chúng ta sổ ra đây. Đấy, chúng ta lựa chọn icon và chúng ta đường đường link vào ha các bạn. Ở đây mình sẽ thêm một cái đường link mới nha. Ví dụ như là mình muốn thêm một cái mạng xã hội mới. Bấm vào cái nút Add Icon ở đây. Kéo xuống phía dưới cùng. Các bạn chọn cho nó một cái biểu tượng ha. Ở đây nè. Rồi ví dụ như mình muốn chọn là Instagram đi. Instagram mình đã gắn rồi. Ví dụ như mình muốn là một cái mạng xã hội là Google cộng này, Google Plus nó bỏ rồi ha. Rồi cái thằng này đi. Đấy, các bạn chọn cái icon cho nó. Sau đó các bạn sẽ điền cái đường link vào đây. Hoặc là nếu chưa có thì các bạn để dấu thăng giúp mình. Rồi bây giờ chúng ta bấm thu lại ha các bạn. Ở đây nó có rất là nhiều mạng xã hội cho chúng ta tạo ha. Nếu mà chúng ta muốn sắp xếp vị trí thì chúng ta cầm đây nè. Chúng ta kéo thả lên phía trên ha. Đấy, chúng ta sắp xếp vị trí theo ý của chúng ta. Sau đó chúng ta bấm vào cái nút lưu hoặc là nút đăng ở đây. Rồi chúng ta quay trở lại đây. Rồi các bạn kéo xuống ha. Kéo xuống. Đấy các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì 7 cái mạng xã hội của mình nó đã xuất hiện ra chỗ này rồi. Thì trang blog chủ yếu là chúng ta đưa những cái chuyên mục và những cái tin nổi bật của chúng ta ra trang chủ thôi các bạn. Những cái nào mà chúng ta thường xuyên cập nhật nội dung thì chúng ta nên đưa ra bên ngoài cho khách hàng của chúng ta họ thấy cái sự cập nhật thường xuyên thôi các bạn ha. Ở còn bên phía tay phải này là cái phần right sidebar của chúng ta. À, nó sẽ tự động đứng im như thế này ha. Khi mà chúng ta cuộn bên này, khi mà chúng ta cuộn thì bên này nó sẽ tự động nó đứng im rất là hay ha các bạn. Rồi, cơ bản như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái trang blog ở phần trang chủ rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Thì bây giờ Thế sẽ đi qua tiếp tục tới cái phần là hướng dẫn cái phần chân trang, cái phần footer ha các bạn. Footer của chúng ta mặc định khi mà chúng ta cài thêm vào nó ra như thế này ha. Thì làm sao chúng ta làm một cái footer nó khác biệt đi, nó đẹp hơn? Thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ các bạn quay trở lại cái phần widget thôi các bạn. Đây. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái phần footer nè, ha, footer 1, footer 2 và footer 3 4. Đấy. Thì bây giờ chúng ta muốn đưa một cái đoạn nội dung mô tả vào thì chúng ta làm như thế nào? Rồi các bạn nhìn bên phía tay trái này nè. Trong cái phần này nó có cái phần là văn bản. Văn bản ha. Mình sẽ tìm cái phần văn bản ở đây nè các bạn. Mình sẽ kéo vào đây. Rồi, mình sẽ bỏ vào cái phần footer 1. Ở đây là mình sẽ ghi thông tin là về chúng tôi. Dưới đây mình sẽ ghi một cái đoạn giới thiệu về cái chủ đề của cái website của mình. Rồi ở đây mình sẽ ghi là website tin tức.com. Tiếp ha. Là nơi cập nhật, là nơi chia sẻ thông tin về kiến thức lĩnh vực thiết kế website WordPress SEO rồi thủ thuật marketing online vân 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 vân. Đấy, ví dụ như mình viết một cái đoạn giới thiệu như thế này ha các bạn, bấm vào lưu thay đổi này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái phần chân trang của chúng ta kiểm tra lại ha.
Rồi các bạn kéo xuống phía dưới, nó sẽ xuất hiện một cái đoạn mô tả như thế này. Đấy các bạn thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa tất cả những cái dịch vụ mà chúng ta thường làm vào đây ha. Cái cột thứ hai là mình muốn đưa vào cái cột dịch vụ này các bạn. Cũng tương tự như vậy, mình quay trở về cái phần widget ha. Mình thu gọn cái thằng này lại nè. Ở bên phía tay trái này của chúng ta nó có cái phần văn bản tương tự. Mình sẽ kéo vào đây. Đó, mình sẽ kéo vào cái phần footer 2 nè. Mình sẽ ghi là dịch vụ của chúng tôi. Rồi mình sẽ liệt kê tất cả những dịch vụ của mình ra. Thứ nhất là thiết kế web chuẩn SEO. Thứ hai là tối ưu SEO. Tối ưu SEO website. Rồi thứ ba là SEO website. Thứ tư là SEO YouTube. Rồi, tiếp theo là SEO Google Maps. Rồi, có chin ha các bạn. Rồi, có chin 11. Đấy, đó là những lĩnh vực bên mình ha các bạn. Rồi mình sẽ chọn ở đây là cái thẻ LI ha các bạn ha, nó sẽ có cái dấu chấm phía trước như thế này rất là đẹp. Rồi, ok. Bây giờ quay trở lại đây, mình F5 lại. Đó, nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái danh sách như thế này. Rồi, tiếp theo mình sẽ đưa vào ở đây một cái cột nữa là cái cột là Google Map thôi các bạn ha. Chúng ta đưa một cái Google Map thì chúng ta làm như thế nào? Ví dụ như mình vào Google Map đi. Mình sẽ gõ ở đây là công ty thiết kế website Thế Đạt ha. Mình sẽ lấy cái địa điểm của mình. Rồi mình sẽ bấm vào cái nút chia sẻ này các bạn. Các bạn lấy cái vị trí của các bạn xong, các bạn bấm vào nút chia sẻ ở đây. Các bạn di chuyển tới phần là nhúng bản đồ. À, chúng ta sẽ bấm vào sao chép HTML. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cũng quay trở lại cái phần widget luôn. Các bạn kéo giúp mình cái phần là HTML này các bạn ha, HTML tùy chỉnh nè. Mình thu gọn cái thằng này lại. Các bạn kéo cái thằng này qua cái phần footer 3. Rồi chúng ta đặt cái tiêu đề là địa chỉ của chúng tôi. Rồi chúng ta bỏ cái đường link vào đây ha. Kéo cái thằng này qua cái phần footer 3. Rồi chúng ta đặt cái tiêu đề là địa chỉ của chúng tôi. Rồi chúng ta bỏ cái đường link vào đây ha. Rồi chúng ta bấm lưu thay đổi. Tuy nhiên có một cái điều lưu ý, khi mà chúng ta đưa vào thì cái width của nó là 600. Chúng ta muốn cho nó full ra và nó co giãn tự động thì chúng ta sửa lại cái 600 này ha các bạn. Các bạn xóa chữ 600 này đi. Các bạn gọi với mình 100%. Đó. Các bạn nhớ không? Rồi cái phần hay này nè, chúng ta sửa cái độ cao của nó lại còn là 250 thôi. Các bạn sửa giống mình là ok nha. Bấm lưu thay đổi. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần này, chúng ta F5. À, đó, nó vẫn còn cao hơn các bạn. Thì mình sẽ thiết lập cái khung này còn lại là 200 thôi hoặc là 150 thôi. Rồi mình cho lại là 150 đi. 150 là vừa ha. Đấy, mình sẽ F5 nó lại. À, ok, nó thẳng hàng với thằng này là được nha các bạn. Đừng cho nó to quá làm cái gì đâu ha. Khi mà người ta muốn đến địa chỉ của mình thì người ta bấm vào đây, nó sẽ chạy qua cái Google Map luôn. Mình bấm vào thử nha, bấm vào đây. Đó, nó sẽ đẩy ra một cái tab mới chạy vào cái địa điểm của chúng ta luôn. Rồi. Ở cái cột thứ tư chúng ta sẽ đưa tất cả những cái phần khác vào ha, ví dụ như một cái địa chỉ fanpage. À, nếu mà chúng ta muốn đưa fanpage hoặc là cái gì thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Tiếp theo là cái cột thứ tư thôi các bạn, chúng ta đã có ba cột rồi. Nếu mà chúng ta thấy trống quá thì chúng ta nên bổ sung vào một cột nữa nhìn cho nó đẹp ha. Thì cột thứ tư này chúng ta có thể là đưa cái fanpage của chúng ta vào. Các bạn quay lại cái phần widget ha. Các bạn cũng kéo giúp mình cái phần HTML tùy chỉnh vào cái phần footer 4 nè. Cái cột thứ tư này ha các bạn. Rồi, mình sẽ đặt cái tên là fanpage của chúng tôi. Rồi bây giờ làm sao chúng ta nhúng được cái fanpage vào đây ha? Rồi các bạn lên giúp mình cái Google, các bạn gõ với mình từ khóa là impact. Rồi mình sẽ gõ cái từ khóa là impact fanpage Facebook. Đó, các bạn gõ với mình cái từ khóa này, impact fanpage Facebook ha các bạn. Rồi các bạn sẽ di chuyển tới cái trang là login trang này các bạn, hoặc là đây cái phần này ha. Chúng ta di chuyển tới phần login trang đây, nó dễ chỉnh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đường link fanpage của chúng ta gắn vào đây. Ha. Mình lấy cái đường link fanpage này mình gắn vào. Rồi, mình sẽ lấy cái phần ở trong trang này của mình ha.
Rồi mình sẽ lấy cái trang này mình mới tạo thôi các bạn ha. Mình mới tạo fanpage thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đường link fanpage này của mình bấm vào sao chép, các bạn lấy link fanpage của các bạn nha. Rồi mình sẽ bỏ cái URL này vào. Xóa nó đi, bỏ URL của mình vào. Các bạn thấy chiều rộng ở đây thì chúng ta nhập là 300. Rồi chiều cao ở đây chúng ta nhập là 300. Chúng ta sẽ lấy cái khung hình vuông thôi các bạn. Rồi, ok, tất cả hai phần này chúng ta để mặc định. Sau đó các bạn sẽ bấm vào lấy mã nè. Di chuyển tới phần iframe. Rồi các bạn copy giúp cái phần này ha. Sao chép. Bây giờ chúng ta cũng di chuyển qua lại cái phần widget nè. Rồi chúng ta nhúng code vào. Dán vào. Đấy, sau đó chúng ta bấm lưu thay đổi. Rồi. Chúng ta tải lại. Rồi các bạn bấm F5 lại cho nó coi thử có sự thay đổi không ha. Khi mà chúng ta F5 lại thì chúng ta thấy nó không xuất hiện ra, nó chỉ xuất hiện ba phần này. Tại sao như vậy ha? Tại vì cái phần setup của chúng ta chỉ setup ba cột thôi. Khi mà chúng ta làm nội dung bốn cột thì nó không hiện ra là đúng rồi. Thì làm sao để chúng ta chỉnh được? Chúng ta quay lại cái phần tùy biến thôi các bạn. Đây, quay lại cái phần tùy biến bằng cách nào? Rồi chúng ta nhìn thấy cái giao diện ở đây không? Nó có cái chữ tùy biến này, chúng ta mở ra. Rồi khi mà nó mở ra thì chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần footer setting ha các bạn. Ok, ở đây chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới này. Rồi chúng ta bấm vào cái phần là widget area. Ở đây nó có cho chúng ta lựa chọn là bốn cột này các bạn. Đấy, bốn cột nè. Thì chúng ta lựa chọn vào 1 2 3 4. Khi mà chúng ta lựa vào bốn cột thì nó sẽ xuất hiện ra cho chúng ta bốn cột như thế này hả các bạn ha. Rồi chúng ta bấm lưu lại. Còn trường hợp mà các bạn chỉ thích một cột thôi thì các bạn chọn vào đây. Chúng ta thích hai cột thì chúng ta chọn vào đây. Đấy, ba cột chọn vào đây và bốn cột chọn vào đây hả các bạn. Rồi, ở khu vực này nó có một cái khu vực cho chúng ta đổi màu ha. Đây là cái phần background color. Nếu mà chúng ta không thích màu đen thì chúng ta có thể tùy chỉnh được cái màu khác tùy chúng ta ha các bạn. À, các bạn có thể kéo màu hoặc là chúng ta thay một tấm ảnh ở đây. Đấy, các bạn có thể thay một tấm ảnh. Rồi mình ví dụ như mình lấy tấm này, mình làm cái nền. Thì các bạn chọn tấm này thì ngay lập tức nó tự động nó làm mờ và nó sẽ là cái background của chúng ta luôn ha các bạn ha. Rồi ở đây mình chỉ chọn cái hình màu đen thôi. Mình sẽ chọn lại là background color ha các bạn. Mình sẽ chọn là màu đen 100%. Đấy. Rồi. Chúng ta bấm vào cái chữ đăng ở đây. Ok, bây giờ chúng ta quay đây, chúng ta F5 lại ha. Đó, nó đã xuất hiện rồi. Tuy nhiên hai thằng này nó có cái độ cao không cân xứng thì chúng ta cần phải chỉnh lại. Chúng ta quay trở về cái phần là login trang của chúng ta nè. Ở đây khi nãy là mình điền ở đây là 150 đúng không? Cái Google Map của chúng ta chiều cao là 150 thì cái fanpage của chúng ta cũng nên đồng kích thước như vậy luôn. Rồi chúng ta lấy cái mã lại hả các bạn. Bấm vào iframe. Copy cái thằng này. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái phần widget lại ha. Mình sẽ nhúng cái đoạn code đó vào. Xóa cái đoạn code này đi các bạn. Xóa đi. Cắt đi. Rồi chúng ta dán lại cái code mới ha. Dán lại code mới. Rồi chúng ta dán cái code mới vào đây. Bấm vào lưu thay đổi. Ok. Kiểm tra lại một lần nữa ha. Rồi chúng ta kiểm tra lại một lần nữa ha các bạn. Đó thì các bạn thấy hai thằng này nó đã cùng cái độ cao, nhìn nó hài hòa và nó đẹp hơn ha các bạn ha. Ok, bây giờ các bạn nhìn thấy cái khu vực này nè của chúng ta nè, nó có cái gì? Nó có một cái khoảng trống như thế này. Thì làm sao để mình lấp đầy cái khoảng trống này? Mình sẽ điền thông tin email, hotline, số điện thoại của mình ha, để khi khách hàng mà người ta cần liên hệ với mình thì người ta sẽ dễ hơn ha các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần widget nè. Mình thu gọn những cái widget 1, 2, 3, 4 lại ha. À, chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần widget 1 nè. Rồi. Các bạn sẽ điền thông tin vào đây, ví dụ như email 2 chấm. 2 chấm, tiếp theo là hotline. Rồi tiếp theo là Zalo. Đấy. Rồi mình sẽ điền thông tin ba cái thành phần này vào. Rồi mình sẽ điền vào ha các bạn ha. Để link được tới cái email luôn á các bạn thì các bạn copy cái email này giúp mình. Các bạn bấm vào cái đường link ở trên này nè. À, tự động nó sẽ tạo ra cái đường link đúng cho chúng ta là mail to 2 chấm rồi cái email của chúng ta. Khi mà khách bấm vào cái link này thì ngay lập tức nó sẽ link tới cái hộp thoại của phần gửi mail của Gmail, Yahoo Mail hoặc là những cái hệ thống mail khác ha các bạn. Rồi trong cái phần hotline này chúng ta điền số điện thoại vào.
Rồi làm sao để khi mà khách người ta list vào thì người ta gọi luôn, không cần phải gõ lại số, thì các bạn copy giúp mình cái số ha. Các bạn bấm vào cái link ở trên này, các bạn gõ giúp mình cái chữ là TEL theo ha các bạn, hai chấm. Rồi chúng ta gõ lại cái số điện thoại của chúng ta hoặc là chúng ta dán vào. Các bạn lưu ý là chúng ta xóa dấu chấm đi. Rồi mình bấm vào áp dụng. Tiếp theo cái phần Zalo của chúng ta cũng đưa cái số điện thoại của chúng ta vào ha. Rồi mình sẽ dán cái số điện thoại vào. Tuy nhiên cái phần link tới cái thằng này thì chúng ta sẽ link kiểu khác hả các bạn. Các bạn cần link tới thì chúng ta sẽ link như thế này, Zalo nè, chấm nè, mi nè, Zalo.me cho các bạn xịt nè, số điện thoại của chúng ta. Đấy, các bạn thấy cái đường link chưa? Rồi bây giờ mình sẽ test thử ha các bạn ha. Các bạn copy cái đường link này nè, bỏ lên cái phần thanh trình duyệt. Các bạn bấm vào đây. Thì nếu mà nó chạy đến cái Zalo của chúng ta thì như vậy cái link nó đã đúng rồi, thì copy cái link này. Đấy, copy cái link này. Chúng ta quay trở lại, chúng ta gắn cái đường link vào. Bấm vào đây. Rồi bấm lưu thay đổi. Ok, như vậy là chúng ta đã đủ hết tất cả thành phần rồi. Chúng ta tải lại. Rồi, ở đây nó có một cái khoảng trống hơi lớn hơn các bạn, thì làm sao để cho nó gọn lại thì chúng ta chọn cái thẻ LI ở đây. Quay trở lại đây, chúng ta chọn nó. Bấm vào đây. Rồi chúng ta bấm lưu thay đổi. Quay trở lại. Ok, như vậy là nó đã cân đối vừa rồi hả các bạn. Nó cũng không có rộng và nó cũng không có nó cũng không ok, như vậy là nó đã cân đối tương đối rồi hả các bạn ha. Rồi, tiếp theo các bạn thấy một cái vấn đề nữa là ở đây nó sinh ra một cái dòng code như thế này cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta muốn đổi qua thông tin của chúng ta thì làm sao? Các bạn quay trở lại cái nút tùy biến khi nãy ha. Chúng ta quay trở lại cái phần là footer. Ở đây nó có cái phần là bottom section, các bạn bấm vào. Nó sinh ra một cái đoạn code như thế này, các bạn xóa bỏ nó đi ha. Các bạn xóa bỏ nó đi hoặc là chúng ta có thể giữ nguyên lại và chúng ta đổi đường link cho nó nhanh. Rồi, nếu mà các bạn nào xóa thì các bạn làm theo như mình ha. Bản quyền, các bạn gõ vào cái chữ là bản quyền 2021 thuộc về thuộc về đây. Thuộc mình lấy cái tên miền của mình bỏ xuống nè. Rồi. Đó. Thì các bạn thấy ở đây nó xuất hiện là cái chữ là bản quyền 2021 thuộc về website tin tức.com. Rồi mình sẽ đi vào thêm nữa là thiết kế bởi Văn Thế Web.com. Đấy. Ok cho bạn à, các bạn chỉnh ở đây. Rồi ở đây nó có cái phần là layout one này, các bạn có thể check vào đây thử. Thì khi mà chúng ta check vào thì nó sẽ đổi qua cái form này, hoặc là chúng ta để default layout. À, nó cũng hai thằng này nó cũng na ná giống nhau thôi. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào cái chữ lưu ở đây ha các bạn. À, thì bây giờ chúng ta quay trở ra đây chúng ta xem. Đấy, chân trang mình cũng đã hướng dẫn luôn rồi, trong cái phần body cũng đã hướng dẫn luôn rồi hả các bạn. À, tất cả những cái phần này nó hoạt động rất là ok hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần là category và cái phần là post. Một cái bài viết và một cái phần chuyên mục của chúng ta. Chuyên mục là tập hợp tất cả cái bài viết lại hả các bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ bấm vào cái phần là hướng dẫn SEO. Rồi. Các bạn nhìn thấy điều gì ở đây? Nó sẽ xuất hiện ra bài viết của chúng ta to đùng như thế này ha, nó nằm theo cái danh sách bên tay trái như thế này. Và bên tay phải của chúng ta là một cái lõm trống. Thì làm sao chúng ta lấp đầy cái chỗ này? Chúng ta phải điền những cái thông số widget vào hả các bạn, để cho cái phần này nó được full ra. Bây giờ các bạn di chuyển lại cái phần widget. Ở đây chúng ta có cái phần là sidebar. Bây giờ chúng ta muốn thiết lập cái phần sidebar này thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên mình muốn đưa những cái tin nổi bật vào đây thì mình sẽ kéo cái phần là recent post vào. Rồi mình đặt cho nó một cái tên là tin tức nổi bật. À, mình sẽ đổi thành chữ hoa luôn, là tin tức nổi bật. Mình để số lượng là 5 bài. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tải lại trang này. Thì các bạn thấy năm tin tức nổi bật nó đã xuất hiện ra đây đúng không? Rồi. À. Ở dưới đây là một cái khoảng trống này các bạn. Sau này mình sẽ gắn cái mã Google AdSense vào để cho nó tự động nó phân phát cái nội dung của chúng ta. Này, giống như thế này hả các bạn ha. Rồi mình sẽ bấm vào cái trang quangthếweb.com cho các bạn xem nè. Mình sẽ vào bất cứ một cái bài viết nào ha. À, nó sẽ phân phát cái quảng cáo. Thì bên phía tay phải này của chúng ta nè, chúng ta cũng phân phát được cái quảng cáo hả các bạn đây. Quảng cáo Google thì chúng ta kiếm tiền từ cái chúng ta có một cái nguồn tiền nhỏ thụ động từ cái phần là Google AdSense nó đặt lên đây cho chúng ta ha các bạn. Đó, ở trên này Google nó cũng tự phân phát thêm để cho chúng ta ha. Rồi.
Google nó sẽ tự động nó thấy những cái chỗ nào trống tự phân phát hoặc là chúng ta chủ động đưa vào. Đó các bạn thấy không? Những cái thằng này là Google nó tự đưa vào rồi các bạn. Ok, đó ở phía dưới cùng của mình nữa nè. Rồi. Thì đó là cái phần chúng ta cần phải thiết lập đưa vào để cho cái không gian của chúng ta nó full, nó đầy đủ thôi các bạn ha. Rồi ở đây nếu mà chúng ta muốn gắn cái link YouTube của chúng ta thì chúng ta cũng có thể đưa vào luôn thôi các bạn. Rồi tiếp theo ở trên cái phút trên tin tức nổi bật này mình muốn cho vài cái video nổi bật của mình ha, để cho giới thiệu với lại những cái bạn bè anh em mà cần xem những cái video này. Rồi mình sẽ kéo cái mục video ở đây lên. Đấy các bạn kéo lên. Nằm phía trên này. Mình cũng làm tương tự như khi nãy là video hay nên xem. Rồi mình sẽ bấm vào cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về cái kênh YouTube ha. Mình sẽ lấy một cái video là cái phần là 7 kỹ thuật làm SEO. Rồi mình sẽ lấy cái video này. Video này mình chia sẻ về các bước mà chúng ta làm cho một cái từ khóa nó lên top rất là chi tiết. Rồi mình bấm vào chia sẻ. Bấm vào sao chép. Quay trở lại đây. Quay trở lại WordPress chứ. Chúng ta chèn vào URL nè, chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Rồi, bấm vào lưu thay đổi. Ok chứ các bạn. Rồi, đó là cái phần video hay nên xem hả các bạn ha. Rồi ngoài ra thì trong cái phần widget này các bạn muốn đưa cái gì nữa thì các bạn cứ đưa vào thôi. Đó là cái phần hoạt động của widget mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì các bạn muốn đưa cái gì đó thì chúng ta tùy ý của chúng ta đưa vào thôi. Rồi, bây giờ có một cái phần mà chúng ta cần nói đến ở đây là cái phần category bên tay phải này nè, bên tay trái này nè. Thì nó to quá, làm sao chúng ta biến đổi cái giao diện này nhìn cho nó gọn một tí ha các bạn. Rồi các bạn quay trở lại cái phần tùy biến nha. Rồi các bạn di chuyển tới cái phần archive setting ở đây. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn cái style cho nó là các bạn. Nếu mà cái phần chuyên mục của chúng ta để muốn để cái sidebar nằm bên phía tay phải thì chúng ta chọn mẫu này ha. Rồi đây mình sẽ vừa làm cho các bạn vừa xem nha. Mình sẽ bấm vào cái phần hướng dẫn SEO đi. Nếu mà chúng ta muốn nằm bên tay trái này, chúng ta bấm vào đây thì các bạn thấy ngay lập tức nó bê cái left sidebar nó chạy qua bên này ha. Chúng ta muốn bên tay phải thì chọn vào đây, nó chạy qua bên này. Rồi bây giờ ở đây nó có rất là nhiều kiểu, 1 2 3 4, chúng ta chọn kiểu này. Thì đây là một trong những cái kiểu rất là thông dụng và dễ dàng nhất ha các bạn. Thì bên đây là một cái hình đại diện nè, rồi sau đó đây là một cái tiêu đề và một đoạn mô tả ngắn của chúng ta. Nó làm cho giao diện của chúng ta nó cân đối rất là dễ chịu ha. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ là Continue Reading. Nếu mà các bạn sử dụng tiếng Việt thì các bạn sẽ sửa lại là xem chi tiết. Đấy, xem chi tiết như thế này, hoặc là tùy chúng ta ha, có thể là chi tiết, có thể là xem thêm hoặc là đọc xem cái gì đó tùy chúng ta. Chúng ta thấy không? Rất là đẹp ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào đăng. Như vậy là chúng ta đã lưu lại. Ok, bây giờ chúng ta quay ra trang thực tế chúng ta xem thử. Bên đây là phần tất cả những cái tin tức của chuyên mục đó. Khi mà bấm vào xem chi tiết thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái phần là chi tiết của một bài viết thôi các bạn. Rồi ở đây là cái phần chi tiết của một bài viết, thì quy trình của nó sẽ thì cái theme này nó hỗ trợ chúng ta rất là tốt ha các bạn. Thì ở đầu tiên này nè là cái phần là breadcrumb, breadcrumb các bạn, cái đường link này nè. Rồi thứ hai là cái phần sidebar bên phía tay phải này, và đây là cái phần chi tiết của một tin tức của chúng ta. Đây là cái hình thumbnail đại diện ha. Rồi tiêu đề của chúng ta nó đã thiết lập là cái thẻ H1 luôn rồi. Đấy, tiêu đề của chúng ta mặc định là phải là H1 thôi các bạn. Rồi, đây là cái phần nội dung của chúng ta ha. Đấy, tiếp theo. Rồi, ở dưới đây là thông tin của tác giả, và đây là những cái phần tin tức liên quan. Đây là cái phần cho khách hàng bình luận rất là hài hòa. Mình thấy cái giao diện này cực kỳ ưng ý, nó nhẹ, nó nhanh và nó đầy đủ cái tiêu chí để chúng ta hỗ trợ SEO thôi các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy ở đây có một cái phần mà nó xuất hiện ra là 2021-08 này nè. Thì cái phần này đáng lẽ mình đã hướng dẫn ở phần đầu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới thấy thì mình sẽ sẵn mình hướng dẫn luôn. Thì làm sao chúng ta bỏ cái đường link này đi, chúng ta không để ngày tháng năm như thế này nhìn nó quằn quèo, nó xấu lắm ha. Chúng ta chỉ cắt gọn lại như thế này thôi. Thì làm sao, các bạn quay trở lại cái phần cài đặt giúp mình, mở ra kéo xuống cái phần cài đặt này các bạn. Các bạn bấm vào đường dẫn tỉnh giúp mình nha. Đó thì ở đây nè, nó có cái phần là một nùi cái ký tự như thế này, các bạn xóa đi giúp mình. Các bạn chọn duy nhất là cái phần là post name. Rồi trong cái phần là cơ sở cho chuyên mục thì các bạn chọn giúp mình là chuyên mục
Các bạn gõ vào ha, chiên là trừ một cái là một không dấu nha các bạn. Tiếp theo thẻ thì chúng ta để vào là thẻ ha. Rồi chúng ta bấm lưu thay đổi. Ok. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại một cái bài viết bất kỳ đi, chúng ta xem trang thử đi. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào bài này thì các bạn thấy ngay lập tức đường dẫn của chúng ta rút gọn rất là đẹp ha. Đó, cái đường rectum của chúng ta nó cũng trở nên là gọn gàng. Home là trang chủ, nó đi đến cái phần là chuyên mục và sau đó là tiêu đề của bài viết thôi các bạn ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái khu vực này của chúng ta nè. À, đây là cái khu vực nội dung mà chúng ta muốn tinh chỉnh là cái giao diện của một cái bài viết thì chúng ta làm như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần tùy biến nha. Quay trở lại tùy biến này các bạn. Các bạn quay ra đây. Ở đây nó có cái phần là post setting, các bạn bấm vào. Thì cũng tương tự như là cái phần là archive setting thôi các bạn ha. À, chúng ta bấm vào một cái bài viết nào đây, hướng dẫn SEO nè. Rồi mình sẽ bấm vào đây. Rồi, chúng ta cũng chọn là cái right sidebar luôn. Tại vì sao chúng ta chọn sidebar bên phía tay phải thì nó sẽ dễ nhìn hơn các bạn. Cái mắt của chúng ta thường là chúng ta dễ dàng hơn theo cái phong cách này. Nếu mà các bạn muốn chuyển qua tay trái nó cũng được thôi, nhưng mà nó không được thuận mắt, các bạn hiểu không? Rồi, ở đây nó có chữ là related post. Rồi các bạn kéo phía dưới này nè. À, related post thì chúng ta sẽ sửa lại là tin tức liên quan. Tin tức liên quan. Hoặc là tin cùng chuyên mục ha các bạn. Tin cùng chuyên mục. Đấy. Các bạn thấy nó cho chúng ta đổi không cần phải cài login local translate gì cho nó nặng ha các bạn ha. Nó cho chúng ta quyệt hóa sẵn luôn. Rồi, ok. Thì ở đây nó có phần là review override rồi review summary. Thì cái này chúng ta sẽ để đó chúng ta tính sau ha. Rồi, ở trên đây nó có cái phong cách xuất hiện ra nè các bạn. Trong cái phần layout này các bạn có thể chọn cái phong cách này. Đấy, thì các bạn thấy ở đây là nó xuất hiện là cái gì? Thời gian nè. Rồi ở đây tới nội dung nè. Rồi chúng ta có thể là chọn style số 3 này. À, nó full cái phần này ra. À, rồi ở đây nó mới tới nội dung. Rồi chúng ta chọn thử cái phong cách số 4 này. Phong cách số 4 này thì nó cũng tương tự như phong cách số 1 thôi các bạn. Đó. Rồi, chúng ta có thể để mặc định như thế này. Rồi, ok, tương tự như vậy là mình thấy đầy đủ rồi. Rồi, các bạn setup tương tự như mình là mình thấy cái trang chợ, trang chi tiết này nó tương đối là quá ngon rồi hả các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần post setting này. Chúng ta sẽ quay trở lại đây luôn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là typography, bấm vào đây. Trong này chúng ta sẽ lựa chọn cái phong cho nó hả các bạn. Nếu mà cái phong chúng ta muốn chọn phong gì để cho phù hợp nhất là mình nói là chọn ở đây là Roboto. Thì ở đây nó có rất là nhiều phong cho chúng ta lựa chọn ha các bạn. Thì các bạn có thể là lựa chọn theo những cái phong nào tùy thích của chúng ta ha các bạn ha. Theo phù hợp với tiếng Việt của chúng ta là ok nha các bạn. Đó, chúng ta có thể lựa chọn phong này ha. Nhưng mà những cái phong mà chúng ta nhìn nó dễ đọc thôi, chứ chúng ta đừng có chọn cái phong nó múa nhiều quá ha. Nó có đường cong, đường vẽ nhiều quá, nó khó nhìn lắm. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái phong là Roboto hả các bạn. Các bạn nên chọn cái phong Roboto này vào. À, phong Family thì mình sẽ chọn phong Roboto. À, phong đó thì nó sẽ dễ nhìn hơn hả các bạn ha. Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn những cái phong khác tùy vào chúng ta ha. À, nếu mà để nhanh thì chúng ta bấm vào chữ R như thế này nè. Đó, nó sẽ chạy tới cái phong là Roboto cho chúng ta. Rồi, ok. Như vậy là mình sẽ chọn cái phong Roboto hả các bạn. Ở đây nó có cái kiểu nè các bạn ha. Cho chúng ta chọn là mình chọn Normal ha. Đừng có chọn thin, thin thì cái chữ của chúng ta nó mỏng quá hả các bạn ha. Rồi bây giờ trong cái phần là test gen form này thì chúng ta có thể là upkey. Upkey thì nó sẽ tự động nó chuyển qua ho hết thôi các bạn. Hoặc là upkey thì nó sẽ chuyển về chế độ thường hết. Rồi chúng ta để chế độ là non đi. À, như thế nào thì nó sẽ xuất hiện ra như vậy thôi. Ở đây có cái phần font size, nếu mà chúng ta để 14 thì nó hơi nhỏ hả các bạn. Chúng ta tăng lên. À, thường thì ở đây mình tăng cái kích thước này lên 20 cho người ta dễ đọc ha các bạn. Nhỏ quá thì Google Console nó có báo lỗi di động thôi các bạn ha. Chúng ta tăng lên 20 to rõ như thế này cho dễ đọc. Rồi trong cái phần like hay nè, là cái khoảng cách giữa các dòng với nhau thì các bạn kéo rộng ra. À, các bạn tăng chỉnh ra, tăng chỉnh thoải mái ra ha. Đừng có mà nó dính chùm nhau quá. Rồi trong cái phần là color này nè, chúng ta sẽ kéo xuống cái phông đen 100% luôn các bạn. Đừng có kiểu mà nửa đen nửa này như thế này, nhìn rất là khó chịu các bạn. Đọc nó khó chịu đôi mắt của chúng ta lắm. Các bạn kéo xuống ha. Chúng ta viết web là chúng ta phục vụ cho tất cả người lớn tuổi, thanh niên và những cái người mà người ta bị khiếm thị ha các bạn ha. Chứ không phải là mình viết nhỏ như thế này rồi mình không có phục vụ những cái đối tượng đó ha các bạn. Người ta không đọc được cái nội dung của chúng ta. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đổi được cái style ngay khu vực này rồi ha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần các bạn setup theo mình thôi là có một cái blog rất là chuyên nghiệp ha các bạn.
cái này tụi bạn các bạn thuê ở bên ngoài thì tốn kém rất là nhiều chi phí nha các bạn ha. Nếu các bạn mua một cái thêm mẫu như thế này thì các bạn về tự tinh chỉnh nó rất là nhẹ luôn các bạn ha. Rồi tiếp theo có cái phần rất là hay nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái phần menu này nè các bạn ha. Làm sao chúng ta có thể chỉnh được cái style chỗ này thì các bạn di chuyển tới cái phần là typography lại ha. Các bạn di chuyển tới cái phần là primary menu. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái chế độ là text transform, chúng ta sẽ chọn chế độ là uppercase thì ngay lập tức nó sẽ đổi qua cái toàn bộ cái chữ hoa cho chúng ta. Ha các bạn chọn uppercase. Rồi chúng ta sẽ chọn là màu đen. À, mình sẽ chọn màu đen luôn. Rồi cái chỗ này mình sẽ chọn cái phông chữ là bold, nó bôi đậm lên. Rồi ok, mình sẽ bấm vào cái chữ đăng ở đây. Bây giờ mình sẽ quay ra đây mình tải lại. Thì các bạn thấy không, cái dòng chữ này nó rất là đậm ha, nó phân biệt với lại những cái chữ kia và nó in hoa lên như thế này. Nhìn nó rất là chuyên nghiệp hả các bạn. Đó. Ok, cơ bản như vậy là Thế đã chia sẻ hết tất cả mọi cái cách mà để chúng ta tạo ra một cái blog rất là chuyên nghiệp như thế này ha các bạn. Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta có được cái nội dung cơ bản như thế này rồi, chúng ta có một cái sườn như thế này rồi, cái việc tiếp theo mà cái việc quan trọng nhất của một người blogger hoặc là một người đi viết bài ha các bạn là chúng ta xây dựng nội dung. Bây giờ Thế sẽ tới cái phần là hướng dẫn các bạn cài đặt setup một cái bài viết chuẩn SEO. Và trước khi đi qua cái phần viết bài thì chúng ta cần phải thiết lập một cái phần để chúng ta đo lường được làm sao chúng ta biết được cái bài viết của chúng ta nó chuẩn SEO thôi các bạn. Rồi mình sẽ tắt cái này đi. Các bạn di chuyển giúp mình vào cái phần admin lại nha. Kéo xuống cái phần login, chúng ta bấm vào cài mới ở đây. Trong cái khu vực tìm kiếm gói mở rộng các bạn gọi giúp mình cái chữ là Runmat, RANKMATH. Đây các bạn. Rồi. À, Runmat hả các bạn? Runmat là một trong những cái plugin kết nối và giúp chúng ta viết một cái bài chuẩn SEO rất là tốt ha. Rồi, các bạn bấm vào cài đặt ở đây. Các bạn đợi cho nó cài xong rồi chúng ta sẽ kích hoạt cái plugin này lên chúng ta sử dụng. Đó, như vậy là nó sẽ xuất hiện cái chữ kích hoạt, chúng ta bấm vào. Ok, ở đây nó yêu cầu chúng ta kết nối với lại tài khoản của chúng ta. Nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta connect luôn ha các bạn. Chúng ta kết nối vào. Rồi ở đây mình bấm Active luôn ha, mình đã có tài khoản rồi mình Active nó luôn. Ok, rồi ở đây nè các bạn thấy nó yêu cầu chúng ta bật cái chế độ là MB String lên ha. Đó, đây là cái thông số yêu cầu bắt buộc của Runmat để nó chạy được hoàn hảo nhất. Nếu mà các bạn không đáp ứng được những cái tiêu chí này, có một trong những cái tiêu chí mà bị chét màu dấu đỏ là như thế này là chúng ta cần phải khắc phục ngay. Và làm sao cho chúng ta chỉnh được cái thằng này thì chúng ta mua một cái hosting thì họ có gửi cho chúng ta một cái email các bạn nhớ không? Đây, mình sẽ lấy cái phần này lại. Rồi mình sẽ đăng nhập cái phần hosting lại thôi các bạn. Rồi khi mà chúng ta mua một cái hosting thì họ có gửi cho chúng ta link user password và chúng ta sẽ đăng nhập lại thôi các bạn ha. Mình đăng nhập vào. Các bạn kéo xuống giúp mình các bạn tìm cái thông số là version PHP. Có thể là các bạn nhấn Ctrl F ở trên này. Các bạn gọi với mình cái chữ là version phiên bản đó ha các bạn, phiên bản đó, gọi giúp mình chữ version và các bạn tìm trong cái khu vực software này nè, nó có cái chữ là select PHP version, chúng ta bấm vào. Rồi các bạn đợi cho cái chạy đợi, các bạn đợi cho nó chạy lên xong các bạn di chuyển qua cái phần là extension. Rồi chúng ta sẽ tìm tới cái khu vực là MB string ha các bạn. Đây mình sẽ zoom to lên cho các bạn dễ thấy. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái chế độ là MB String ha. Rồi sẵn ở đây thì chúng ta sẽ di chuyển qua cái phần Option luôn. Các bạn kéo xuống phía dưới như thế này nè. Rồi ở trong đây nó có cái mục là Upload Max File Size ha các bạn. Nếu mà chúng ta tải cái dung lượng hình ảnh nó lớn quá thì các bạn có thể chỉnh lại cái thông số ở đây. Mình cho là 64 MB luôn. Đó, để lần sau chúng ta upload lên cho nó thoải mái ha các bạn. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái phần version PHP trên hosting của chúng ta rồi. Bây giờ các bạn quay trở lại đây. Chúng ta F5 tải lại. Đấy, bây giờ nó đã xuất hiện ra rồi hả các bạn? Các bạn mở ra các bạn xem thì tất cả những thông số của chúng ta đã được check như thế này, tức là hợp lệ. Chúng ta bấm vào Start Visa. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta chọn cái thể loại web của chúng ta. Web của chúng ta là blog personal, là web cá nhân hoặc là web doanh nghiệp hoặc là webshop hoặc là một cái loại web gì đó thì chúng ta lựa chọn ở đây cho nó phù hợp. Nếu mà tiếng Anh khó dùng quá thì các bạn có thể nháy phải dịch sang tiếng Việt nha.
Đấy, blog cá nhân các bạn thấy nó dịch sang tiếng Việt không? Rồi, ok. Rồi mình sẽ để lại mặc định, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho nó dễ nha. Các bạn chọn là Person Blog ha. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái logo của chúng ta ha. Mặc định nó đã lấy cái logo của chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta bấm vào đây. À, chúng ta lựa chọn lại cái logo là ok. Rồi, trong cái phần Default Social Share Image thì chúng ta sẽ chọn một cái hình. Khi mà nó chia sẻ thì nó sẽ lấy cái hình mặc định đó ha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào Save and Continue. Ok, thì cái bước này chúng ta chưa cần thiết thì chúng ta bấm vào Save and Continue đi. Rồi, trong cái phần này chúng ta sẽ bật cái chế độ là Sitemap lên ha các bạn. À, cái phần Include Image thì chúng ta cũng bật lên. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bật ba chế độ là bài viết, trang và chuyên mục. Thì chúng ta làm SEO ba phần này thôi. Chúng ta bật lên. Rồi, ở trong này, trong cái phần này nó có cái phần là No follow external link, tức là khi mà chúng ta thêm một cái link ra bên ngoài thì mặc định nó sẽ là no follow, tức là nó không truyền sức mạnh cho cái đường link mà chúng ta gắn vào, thì các bạn không nên bật cái này lên ha. Các bạn để bình thường như vậy thôi. Rồi các bạn bấm vào save and continue. Ok, như vậy là chúng ta đã setup xong. Bấm vào save and continue tiếp ha. Rồi ở đây nó hỏi chúng ta là có cái chế độ 404 monitor hay không, chúng ta bật lên. Rồi redirection chúng ta có hoạt động hay không, bật lên luôn ha các bạn. Bấm vào Save and Continue. Ok. Ở phần này nó cũng tương đối là quan trọng ha. Trong cái phần bài viết nè bạn. Trong cái phần schema bài viết thì chúng ta chọn là article hả các bạn. Rồi archive type thì chúng ta chọn là article ha. Ok, như vậy là được rồi. Rồi hai cái phần này chúng ta chọn article cũng được ha. Rồi chúng ta bấm vào Save and Continue. Ok, như vậy là chúng ta đã cơ bản hoàn thiện cái quá trình cài đặt những cái phần chính rồi. Thì ở đây chúng ta có một cái phần là sell email thì chúng ta bật lên đấy. Rồi các bạn kéo xuống phía dưới này, ở đây chúng ta không sử dụng WooCommerce gì hết thì chúng ta đừng bật lên hả các bạn. À, chúng ta bật 404 lên nè. Rồi chúng ta bật analyze phân tích lên nè. Rồi chúng ta bật chế độ sell email lên, đếm link lên. Rồi local sell ha, nếu mà các bạn cần sử dụng cái tính năng này thì chúng ta bật lên, còn không thì chúng ta tắt đi. À, khi nào chúng ta sử dụng tính năng này, khi nào chúng ta cần sale doanh nghiệp ha các bạn, còn blog hoặc là sale một cái địa phương của chúng ta thì chúng ta bật lên, còn không thì chúng ta không cần thiết lắm các bạn. Ok, redirection bật lên nè. Rồi sale analyze bật lên, sitemap bật lên. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái phần là analyze data các bạn. Bấm vào đây, rồi nó yêu cầu chúng ta kết nối là connect Google Service thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta kết nối ha các bạn ha. Rồi chúng ta chọn một cái email luôn, email quản trị các bạn. Các bạn chọn một cái email bất kỳ, rồi chúng ta bấm tiếp tục. Ok, thì ở đây là cái khu vực để chúng ta update được những cái phần từ khóa của chúng ta lên top nè. À, nó sẽ phân tích tất cả những chỉ số của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta sử dụng cái bản Pro thì nó mới hiện ra cái phần này ha. Thì các bạn nên sử dụng cái bản Pro để cho nó phân tích được, nó giống như là một người bác sĩ đồng hành với lại cái website của chúng ta. Nếu có lỗi lầm gì thì ngay lập tức nó thông báo ra cho chúng ta ha. Nếu có điều kiện thì các bạn nên upgrade lên, mình sẽ upgrade lên cái phiên bản Pro ha các bạn. Ở đây mình đã có mua rồi ha, hiện tại phiên bản của nó là 2.14. Rồi nếu mà các bạn muốn có cái bản này thì các bạn bấm vào cái đường link dưới, link mô tả của kênh YouTube, các bạn đăng ký và các bạn tải về để chúng ta sử dụng cái bản Pro ha các bạn. Cài bản Pro nó cũng tương tự như cài cái bản Free ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phần là login. Các bạn lưu ý cái run mat này nó yêu cầu chúng ta vừa có bản free và bản pro thì nó mới hoạt động được ha. Nếu mà chúng ta cài một trong hai bản thì nó không hoạt động đâu nha các bạn. À, khi mà chúng ta cài bản free không thì ok. Còn nếu mà chúng ta đã mua bản pro thì chúng ta cũng nên để lại cái phiên bản free này. Rồi bấm vào cài mới ở đây. Chúng ta bấm vào tải login lên. Kéo cái này lên các bạn. Kéo cái login vừa tải về, chúng ta bấm vào cài đặt. Rồi kích hoạt login. Rồi chúng ta kích hoạt login lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần analyze. Chúng ta F5 cái phần này lại. Rồi các bạn thấy một cái điều gì ha? Ở đây nè, trong cái phần dashboard của chúng ta này nó sẽ xuất hiện ra. À, tại vì dữ liệu của chúng ta chưa có nha các bạn. Nếu mà sau này các bạn có dữ liệu rồi thì nó sẽ tương tự như thế này ha các bạn ha. Rồi, nếu sau này chúng ta đã có dữ liệu rồi á các bạn thì nó sẽ phân tích cho chúng ta nha.
nào là những cái từ khóa impression của chúng ta, total lead của chúng ta là bao nhiêu nè, đó những cái từ nào của chúng ta là đang đứng top như thế nào thì nó sẽ tracking ra như thế nào luôn ha các bạn. Nó sẽ rất là clear cho chúng ta, rõ ràng cho chúng ta. Đó, 49 điểm nè, rồi 10 cái nó chưa có điểm tốt nè, 8 cái là điểm hơi nghèo nàn thôi các bạn. Là 31 cái còn lại nó không có dữ liệu luôn nè. Đó, chúng ta cần phải có công cụ này để chúng ta tối ưu cho nó chuẩn. Những cái nào của chúng ta tối ưu xanh như thế này là tốt ha, còn những cái nào còn đỏ như thế này thì chúng ta cần phải tối ưu. Chứ thường mà nếu mà các bạn làm một cái block thì đa số chúng ta viết bài SEO theo cảm tính ha. Nếu mà cảm tính thì có lúc này lúc kia ha các bạn, còn có một công cụ như thế này giúp chúng ta rất là nhiều việc trong cái vấn đề lên top. Rồi trong cái phần sale performance thì chúng ta cũng sale được, chúng ta cũng xem được những cái chỉ số này luôn ha các bạn. Đó, keyword của chúng ta có bao nhiêu từ, có một từ nằm trong top 3, rồi có 5 từ nằm trong top này, rồi bao nhiêu từ nằm top 10 đó, nó sẽ phân tích ra cho chúng ta như thế này. Các bạn thấy rất là hay ha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào cái phần là rank tracker. Nếu chúng ta muốn tracking một cái từ khóa nào thì chúng ta bấm vào đây. Ví dụ như mình muốn là dịch vụ sửa nhà vệ sinh thành phố Hồ Chí Minh đi. Rồi mình bấm vào cái chữ save. Đấy, nó sẽ đưa cái từ khóa của chúng ta xuống dưới đây để cho chúng ta tracking ha. Vài hôm là nó sẽ có dữ liệu các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng phiên bản Pro thì chúng ta tracking được tới 500 từ khóa của chúng ta ha các bạn ha. Ở đây mình mới sử dụng có một từ thì nó sẽ xuất hiện ra đây cho chúng ta. Đó là cái tính năng của cái phiên bản Pro. Ngoài ra nó bên trong của nó cho chúng ta tối ưu được email hay các bạn, và nhiều cái chức năng khác. Các bạn di chuyển lại cái phần rank mask ở đây nè. Thì các bạn thấy ở đâu có chữ Pro hả các bạn, là đó, Pro nè, Pro thì nó sẽ nhiều tính năng hơn ha các bạn ha. Ở đây nó chỉ có dành cho những cái phiên bản Pro thôi. Video sitemap nè, WooCommerce nè, đó. New sitemap nè các bạn. New sitemap chỉ có ở phiên bản Pro thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cài cơ bản rồi, bây giờ các bạn cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm tra cái sitemap của chúng ta. Một số bạn cài xong rồi kiểm tra cái sitemap nó bị lỗi. Như vậy là xong rồi hả các bạn ha. Chúng ta sẽ kiểm tra sitemap nè. Đó. Chúng ta có bao nhiêu bài, 10 bài viết đúng không? Thì nó sẽ xuất hiện ra như thế này. Thì Google nó sẽ dựa vào cái sitemap. Sitemap tức là cái bản đồ, cái sơ đồ, những cái đường link, những cái bài viết của chúng ta muốn cập nhật đưa lên cho Google nó tự động nó index ha các bạn. Thì chúng ta cần phải có cái phần này ha, các bạn lưu ý nha. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt và hoàn thiện cái phần công cụ hỗ trợ chúng ta SEO rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi viết một cái bài chuẩn SEO. Thì ở đây chúng ta sẽ mở một cái bài viết lên. Trong khu vực bài viết này các bạn bấm vào viết bài mới. Ok, đây là cái giao diện mới, nó có thể là khó sử dụng đối với các bạn. Nếu mà chúng ta không thích cái giao diện này thì các bạn cũng có thể chuyển về cái giao diện Classic thôi các bạn ha. Rồi, giao diện Classic thì chúng ta làm như thế nào để có được nó, thì các bạn di chuyển tới cái phần login này nè. Tại vì mình muốn hướng dẫn cái phần gắn một cái đoạn code thôi cho nó nhanh, nhưng mà một số bạn gắn code nó hay lỗi thì các bạn cứ comment hỏi liên tục như vậy thì mình không có đủ thời gian hướng dẫn cho các bạn đâu. Nên do đó các bạn cài cái login này vào, cái login rất là nhẹ ha các bạn. Nó chỉ có vài dòng code thôi, các bạn bấm vào cài cái login là Classic Editor để nó chuyển qua cái giao diện giống như cái file Word của chúng ta vậy các bạn ha. Giống như trình soạn thảo văn bản á. Giống như file Word này của chúng ta nè, chúng ta kích hoạt lên. Rồi, thì sau khi kích hoạt cái login này lên á, chúng ta sẽ chuyển qua cái giao diện Classic. Các bạn quay trở lại cái phần này, chúng ta F5 nó lại. Ok, thì các bạn thấy cái điều gì thì nó sẽ trở về cái giao diện phiên bản cũ cho chúng ta. Rồi, ở đây chúng ta có thể mở rộng ra ha, mở rộng cái công cụ này ra. Chúng ta mở rộng công cụ này ra. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái chủ đề bất kỳ. Ví dụ như ở đây mình sẽ viết một cái chủ đề mà có một người anh đã gọi điện thoại nhờ mình hướng dẫn rồi ha. Rồi mình sẽ viết một cái chủ đề, ví dụ ở đây là hạnh phúc là gì, cách tìm hạnh phúc. Rồi thì ở đây chúng ta xác định được hai vế, hạnh phúc là gì và cách tìm hạnh phúc. Thì các bạn, cách mà để chúng ta viết được những cái nội dung bài viết hay nhất thì các bạn đừng nên nhảy vào chúng ta viết liền. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu những anh chị, những cái đối tượng nào đã làm SEO trên Google rồi thì chúng ta sẽ học tập từ họ và chúng ta chắt lọc, chúng ta chuyển giao nó thành cái ngôn ngữ của chúng ta. Các bạn hiểu ý không? Rồi, ở đây cái từ khóa của chúng ta muốn lên top là hạnh phúc là gì? Thì sau đó mình sẽ copy xuống đây. Các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái phần là cho chúng ta tối ưu. Mình sẽ bỏ cái từ khóa của mình vào, hạnh phúc là gì?
Và cách để tìm ra hạnh phúc nhanh nhất. Mình sẽ cho một cái tựa đề hot hot như thế này ha các bạn. Cái tiêu đề của chúng ta đặt như thế nào thì làm cho khách hàng muốn bấm vào ha các bạn, là nó kích thích cái sự tò mò của họ ha. Hạnh phúc là gì nè các bạn. Rồi mình sẽ đặt một vế ba cách ha, mình sẽ ghi hướng dẫn ở đây là ba cách. Các bạn nên có một con số khi mà chúng ta viết bài, một cái gì đó chúng ta nên chia ra, có cái từ, có cái số lượng ở trên đó thì cái khách hàng của chúng ta và những người đọc người ta rất thích bấm vào ha các bạn. Ví dụ như các bạn chia sẻ là sale web là gì, thì họ cũng không thích bấm vào bằng cách là ba kỹ thuật sale web nhanh lên top ha các bạn. Đó là cái cách mà chúng ta đặt. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái mô tả của mình xuống đây nè ha. Rồi mình sẽ đặt là hạnh phúc là gì, làm sao để tìm được hạnh phúc. Rồi cùng tin tức, cùng đây các bạn, cùng website tin tức .com đi tìm hiểu và chúng ta thực hiện ngay nhé để có được hạnh phúc ngay hôm nay, hạnh phúc ngay hôm nay. Thì các bạn viết như thế nào để đảm bảo cái khu vực này nó lên xanh như thế này là ok ha các bạn ha. Rồi cái đường link này của chúng ta thì luôn luôn đảm bảo rằng nó dính cái từ khóa của chúng ta và nó được tạo ra tự động. Hạnh phúc là gì nè các bạn thấy không ha. Đường link của chúng ta là đường link không quá 75 ký tự. Tiêu đề của chúng ta không dài quá 60 ký tự. Và cái nội dung mô tả của chúng ta chỉ từ 160 ký tự trở xuống thôi. Ok không các bạn? Rồi. Đó là cái cách mà chúng ta viết cái đoạn này. Rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển vào cái phần social này. Chúng ta chọn một cái ảnh đại diện khác thôi các bạn. Mặc định nó sẽ lấy cái ảnh đại diện này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta viết cái bài về hạnh phúc thì chúng ta nên có một cái ảnh khác thôi các bạn ha. Ví dụ như hạnh phúc nè. Rồi mình sẽ kiếm một cái ảnh hạnh phúc thôi các bạn. Ví dụ như mình lấy cái ảnh hạnh phúc này đi. Rồi mình sẽ mở cái ảnh này lên. Mình tải về. Rồi hạnh phúc là gì? Thì các bạn nên lấy ảnh về, chúng ta nên tối ưu lại ha các bạn ha. Tối ưu SEO lại, và trong video này mình sẽ không hướng dẫn tại vì mình đã có một cái chủ đề hướng dẫn về cái phần là sale email rất là chi tiết rồi. Nếu các bạn chưa rõ sale email thì chúng ta lên gõ vào đây, sale hình ảnh. Sale hình ảnh Văn Thế Web ha. Mình đã chia sẻ hai chủ đề này nó rất là clear, rất là rõ ràng và mọi thứ nằm ở trong đó rồi thì các bạn nên tham khảo lại. Chứ mà dồn vào một video như thế này rất mất thời gian ha các bạn. Rồi, mình sẽ đi qua ha các bạn ha. Chúng ta sẽ qua lại cái phần này, chúng ta sẽ add email lên. Mình sẽ kéo cái phần hình ảnh này lên. Rồi, mình sẽ tối ưu cái hình ảnh này là tiêu đề là hạnh phúc là gì. Đó, mình sẽ tối ưu cái tiêu đề này. Mình bỏ xuống cái phần chú thích và phần mô tả. Rồi, đấy, khi mà chúng ta chia sẻ cái đường link này lên Zalo, Facebook hoặc là những cái mạng xã hội thì ngay lập tức nó xuất hiện ra cái hình thumbnail như thế này ha các bạn. Rồi chúng ta bấm tắt đi. Ok, thì các bạn lưu ý ở đây nó có một cái chỗ là chấm điểm cho chúng ta. Chúng ta gõ vào cái chữ là hạnh phúc là gì. Cái từ mà chúng ta cần làm SEO là hạnh phúc là gì ha các bạn. Rồi, đó là chúng ta đã xong cái phần khu vực sườn của chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta mới đi viết bài này các bạn. Bây giờ chúng ta đi viết bài thì chúng ta viết những cái gì? Rồi bây giờ các bạn copy cái từ khóa này giúp mình. Sau đó chúng ta lên Google chúng ta tìm hiểu. Các bạn mở ra một cái tab ẩn danh. Khi mà chúng ta nghiên cứu từ khóa của đối thủ thì chúng ta không nên mở cái tab bình thường đâu ha. Chúng ta mở ẩn danh đi. Rồi. Bấm vào. Chúng ta mở 10 người đầu tiên lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, hôm nay Google nó cho xuất hiện cái 9 cái rồi. Thì các bạn thấy, ở đây là người ta sẽ có những cái chủ đề nói về hạnh phúc là gì nè. Thì mình học tập được cái gì ở đây. Ví dụ như ở đây người ta sẽ định nghĩa được một cái đoạn hạnh phúc thôi các bạn. Hạnh phúc nè. Người ta sẽ link cái hạnh phúc này đến một cái link ra bên ngoài là Wikipedia, các bạn thấy không? Thì mình cũng làm tương tự như vậy thôi. Đây là một cái công thức viết bài rồi ha các bạn. Rồi. Thì đầu tiên, cái công thức mà chúng ta viết á, thì chúng ta có thể copy cái thằng này xuống. Copy cái đoạn Sabo này nè, một cái đoạn giới thiệu nè. Chúng ta để chế độ là một cái đoạn thôi. Rồi, hạnh phúc là một từ có thể cắt nghĩa
Mỗi người đều có một quan điểm hạnh phúc khác nhau. Hãy cùng viết về 10 khám phá à. Đây là của cái ông điện máy xanh ông viết ha, mình không viết kiểu ổng. Mình chỉ copy và để mình đọc và mình tìm hiểu, mình viết một cái đoạn sabo thôi. Hạnh phúc là nguồn sống của chúng ta. Thực tế chúng ta làm tất cả mọi thứ trên đời này chỉ để đi tìm hạnh phúc. Vậy thật sự hạnh phúc là gì? Có những cách nào để tạo ra hạnh phúc? Rồi, có những cách nào để tạo ra hạnh phúc? Và ý nghĩa của hạnh phúc trên thế gian là gì? Đấy, ví dụ như vậy ha các bạn. Bây giờ hãy đồng hành với website tin tức.com. Đó, mình gọi cái thương hiệu của mình ra để chúng ta cùng nhau đi khám phá về hạnh phúc nhé. Rồi, ok. Ở dưới đây mình chia sẻ cho các bạn hai yếu tố. Thứ nhất là cái từ khóa của chúng ta là hạnh phúc, thì chúng ta nên bôi đậm nó ha các bạn. Thứ hai là cái từ khóa chúng ta cần làm SEO là hạnh phúc là gì, thì các bạn sẽ đưa nó vào đây. Trong cái đoạn Sabo là cái đoạn quan trọng nhất, bắt buộc chúng ta cần phải đưa hai yếu tố này vào ha các bạn. Chúng ta định nghĩa hạnh phúc. Hạnh phúc này mình sẽ gắn cái đường link qua Wikipedia. Mình sẽ tìm một cái đường link của thằng Wiki. Các bạn gõ vào đây. Các bạn bỏ vào đây cái chữ hạnh phúc rồi các bạn. Đấy, các bạn tìm một cái đường link hạnh phúc ha các bạn. Các bạn gắn vào. Tại sao chúng ta gắn vào như vậy? Nó giúp chúng ta lên top đó các bạn. Nếu mà chúng ta làm rõ nghĩa ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ gắn cái link này vào. Đó, cái đây là cái gọi là cái link ra bên ngoài ha các bạn ha. Cái này gọi là external link. Link ra bên ngoài. Wikipedia rất là uy tín ha các bạn. Rồi, hạnh phúc là gì? Ha, tiếp theo, chúng ta đã có một cái link ra bên ngoài rồi. Chúng ta đã có một cái từ khóa rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn một cái đường link nội bộ của chúng ta vào. Có thể là gắn vào cái link của trang chủ của mình. Rồi, mình sẽ gắn link trang chủ của mình vào. Ok, rồi chúng ta đầy đủ những yếu tố rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo ra những cái mục thẻ H2 này các bạn. Ở đây, chúng ta muốn viết là hạnh phúc là gì. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái phần là hạnh phúc là gì. Đó, mình sẽ tạo ra cái tiêu đề là hạnh phúc là gì. Mình chọn nó là H2. Ok, ở đây là ba cách tìm hạnh phúc. À, mình sẽ tạo ra cái tiêu đề tiếp theo là số 2 là ba cách tìm hạnh phúc. Rồi, tiêu đề số 2. Rồi, ý nghĩa của hạnh phúc. Ý nghĩa của hạnh phúc. Thực tế nó còn rất là nhiều thứ nữa hả các bạn. Nhưng mà ở đây mình làm một cái bài viết cho các bạn hiểu thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái khung sườn tiếp theo là cách số 1. Tìm hạnh phúc từ bên trong. Cách số 2. Tìm hạnh phúc từ bên ngoài. Cách số 3. Tìm hạnh phúc từ công việc. Đấy. Thì ba cái thằng này nó là con của cái thằng trên. Để làm rõ nghĩa cho thằng trên thì chúng ta chọn nó là thẻ H3. Các bạn hiểu ý không? Rồi, ở đây chúng ta đã đảm bảo tất cả những yếu tố về cái phần thẻ rồi ha. Thì nếu mà các bạn có nhiều hơn thì chúng ta cứ dàn trải ra. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở đây nó đã 82 điểm rồi. Chúng ta mới lên cái sườn chưa làm gì hết, nó đã 82 điểm. Rồi, các bạn hiểu ý chưa? Bây giờ chúng ta mở cái bài này ra, chúng ta xem thử cái khung sườn của nó ha các bạn. À, đừng vội viết nha. Rồi mình thu nhỏ lại 100% cho các bạn dễ nhìn nè. Ở đây nó định nghĩa hạnh phúc là gì, cái đây gọi là cái đoạn sabo thôi các bạn. Rồi hạnh phúc là gì, rồi chúng ta sẽ làm rõ nó. Ba cách tìm ra hạnh phúc và ý nghĩa của hạnh phúc ha. Đó, một cái bài viết thì chúng ta phải đảm bảo được cái khung sườn như vậy để chúng ta bắt tay và chúng ta viết ha các bạn. Rồi, à, bây giờ chúng ta đưa một tấm ảnh vào đây. Hạnh phúc là gì thì chúng ta có một cái tấm ảnh chúng ta đưa vào. À, ảnh của chúng ta thì chúng ta đã tối ưu rồi ha. Cái đây cái từ khóa chúng ta muốn lên top nè. À, chúng ta canh giữa nó đi. Chúng ta chọn cho nó kích thước lớn nè, kích thước đầy đủ đi. Đấy, thì nó sẽ canh giữa như thế này, nhìn nó rất là rõ ràng ha các bạn. Rồi, bây giờ ba cách tìm hạnh phúc, mình sẽ đi tìm cái từ khóa này ở trên Google. À, mình mở cái anh này xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đây.
Mình xem tham khảo cái bạn này cũng viết tương tự như điện máy xanh thôi ha. À, hạnh phúc là gì? Rồi, à mấy người này làm giống nhau quá thì bây giờ mình sẽ tìm một cái từ khóa khác là cách tìm hạnh phúc nè. Đó, năm cách tìm hạnh phúc đơn giản mình có thể tham khảo những cái người này ha các bạn. Mình có tham khảo những người này. À, chăm chút lại không gian sống nè, đó, học qua những tip đơn giản nè, sử dụng viên dầu cá. Đây là những cái cách người ta định nghĩa ha các bạn. À, đây là cái cách mà người ta tự định nghĩa ra. À, hạnh phúc là cái gì đó mà chúng ta tìm từ bên trong chứ không phải chúng ta đi tìm từ bên ngoài đâu các bạn. Cái mà bên ngoài nó sẽ ngắn hạn và chúng ta có thể tìm thấy và nó sẽ nhanh chóng nó bị mất đi. Nếu mà chúng ta tìm từ bên trong thì nó sẽ bền vững và nó sẽ là sâu lắng và nó lắng động hơn ha các bạn ha. Đây, cách tìm từ bên trong. Thì ví dụ như mình ở đây là mình theo tôn giáo, mình có thể định nghĩa theo cái cách đó, hoặc là các bạn theo vô thần, hoặc là các bạn theo gì đó thì các bạn cứ định nghĩa lên ha. Làm sao chúng ta có được những cái nội dung hay nhất ở đây cho chúng ta là ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ không viết lại cái này ha, mình sẽ đi tìm hiểu trên Google và mình copy ha, mình sẽ copy một cái đoạn đó. À, cách tìm hạnh phúc đi. À, rồi ví dụ như mình sẽ tìm cái đoạn này. À, ví dụ như cái đoạn này là cái đoạn mình đang viết nè ha. Đấy, thì cái này khi mà mình hướng dẫn cho các bạn thì mình copy như thế này thôi, còn nếu mà các bạn làm thực tế thì các bạn phải viết cho nó đúng cái barem cái chỗ này ha. Cái này là tìm hạnh phúc từ bên trong là gì và chúng ta định nghĩa bên trong và cách tìm từ bên trong như thế nào, chúng ta phải điền cái chỗ này, các bạn hiểu không? Đó, các bạn phải nói mô phỏng. Đây mình mục đích là như thế này. Cái đây là cái thẻ H3 là nó làm rõ nghĩa cho cái thẻ H2. Và cái con của cái nội dung này thì nó làm rõ nghĩa cho cái thằng này ha, các bạn hiểu ý không? Giống như chúng ta làm hợp đồng vậy, cái thằng mục lớn thì làm là cha, còn cái thằng điều 1, điều 2, điều 3 là những cái mục con đó, giống như vậy ha. Rồi cách số 2, rồi cách số 3 đó, ý nghĩa của hạnh phúc. À, các bạn viết sao có cái đoạn này là được ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chốt lại cái chủ đề. Khi mà chúng ta viết á, chúng ta phải có một cái phần chốt chủ đề à. Đấy, chốt chủ đề ý nghĩa của hạnh phúc thôi các bạn. Đó rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái phần chốt này, kết luận, kết lại ha, hoặc là kết luận. Rồi mình sẽ chọn nó là cái thẻ H2 đi, kết luận về hạnh phúc. Rồi chúng ta viết cái đoạn kết này mục đích là gì các bạn? Mục đích là chúng ta để nhắc lại cái từ khóa của chúng ta cho nó đủ cái yếu tố để chúng ta làm SEO thôi các bạn ha. Rồi như vậy, sau những chia sẻ của Văn Thế Web thì các bạn đã hiểu rõ hơn về hạnh phúc là gì. Đấy, đây là cái từ khóa mà mình muốn lên top luôn các bạn. Các bạn bôi đen lại nó ha. Đó, hy vọng ha các bạn, hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn học được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn. Rồi đó, thì các bạn kết thúc như thế nào á ha, thì các bạn kết thúc miễn sao các bạn có cái từ lặp đi lặp lại này để cho nó Google nó hiểu ha, rõ hơn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua, chúng ta kiểm tra tất cả những yếu tố kia và chúng ta sẽ làm cho nó chuẩn SEO nè các bạn. Các bạn thấy ở đây nó báo content của chúng ta nè 526 từ. À, chúng ta thêm ít từ nữa đi cho nó đủ ha các bạn. Thêm ít từ nữa cho nó đủ. À, mình copy cái này mình cho nó dài dài xuống một tí. Rồi. À, các bạn thấy không? Chữ ít nhất là phải 600 chữ trở lên ha các bạn ha. Nếu mà các bạn ok thì các bạn viết cho nó nhiều nhiều một tí, 1.000, 2.000 chữ cũng được. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ đi giải quyết từng cái ha. Nó kêu chúng ta nè, thêm một cái tấm hình và có từ khóa vào ha, thì chúng ta đã thêm rồi. À, nhưng mà nó ít quá. Hạnh phúc là gì nè, mình sẽ thêm thử hạnh phúc là gì thì mình xem thử cái hình này của chúng ta nè. Chúng ta đã có cái hình này nè ha, có một tấm rồi. Rồi chúng ta kéo xuống phía dưới này. À, trong cái phần này nó yêu cầu chúng ta có một cái table of content. Rồi tiếp theo là nội dung của bạn nên chứa một cái nhiều cái ảnh hơn, có chữ S nè các bạn ha. Your content contain image and all videos. Đó, nó có chữ S là nó yêu cầu chúng ta thêm nhiều tấm ảnh thêm ha. Thì mình sẽ đi tìm một số tấm ảnh nữa hạnh phúc
hạnh phúc từ bên trong. Rồi mình sẽ tìm mấy tấm ảnh này về tối ưu lại hả các bạn. Rồi không có nói tới vấn đề ảnh ở đây nữa nha. À, các bạn xem xong các bạn nói mình copy như vậy có được hay không? Không được. Nguyên tắc là cái bài viết này của người khác, hình này của người khác, sao các bạn đi copy được? Mình làm mẫu cho các bạn thôi, các bạn hiểu không? À, bài viết này của người ta sao chúng ta đi copy được? Mình có quyền tham khảo, mình có quyền học tập, nhưng mà mình không có quyền sao chép 100%. Đó, cái đó là cái bản quyền Google nó sẽ bắt các bạn á. Rồi, ở đây hạnh phúc là gì? Cách tạo nên hạnh phúc. Đó, ví dụ như mình có một cái từ mình diễn tả cho cái tấm ảnh này ha các bạn. Đây, mình sẽ quay lại nè, mình đưa tấm ảnh này vào. Đâu rồi, trở lại nè, mô tả nó. Các bạn lưu ý là chúng ta phải điền đầy đủ 3 phần nha, tiêu đề, chú thích và mô tả. Các bạn chèn vào bài viết ở đây, rồi các bạn cho nó nằm giữa đây. Rồi mình cho nó là kích thước là đầy đủ luôn đi. À, cập nhật nó là ok chưa? Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái video ở trên YouTube á ha. Ai mà có video hay rồi thì chúng ta gắn vào cũng được. À, hạnh phúc là gì? Nếu mà chúng ta chưa có video thì chúng ta cũng có thể là gắn cái video của người khác vào, các bạn hiểu không? Đó đây, ví dụ mình thấy cái video này hay, mình bấm vào chia sẻ. Các bạn cứ nhúng video của người khác vào không sao hết ha các bạn ha. Còn sau này chúng ta có video của chúng ta rồi chúng ta cập nhật sau. Chứ mà chúng ta cứ sợ là gắn cho người khác, người ta PR giùm người ta như vậy là các bạn, cái nội dung của các bạn không bao giờ nó hoàn thiện được đâu. Và nó cũng không lôi cuốn người khác nữa. Ha. Nếu mà chúng ta không có liên kết bên này bên kia vào thì cái này mình gắn cho người ta thì mình làm video hay người ta cũng gắn lại thôi các bạn ha. Các bạn đừng có lo lắng cái chuyện đó ha. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống à, mấy cái thằng này nó yêu cầu chúng ta từ khóa của chúng ta là nên xuất hiện 5 lần, Denti 0.7. Rồi nếu mà chúng ta không hiểu cái chỗ này dịch thế, các bạn bấm vào dịch sang tiếng Việt nè cho nó nhanh. Mật độ là 0.7, từ khóa trọng tâm và kết hợp xuất hiện 5 lần. Tức là nó ở đây nó yêu cầu chúng ta xuất hiện nhiều hơn tí nữa. À, chúng ta viết, chúng ta kiểm tra cái từ hạnh phúc là gì, nó xuất hiện mấy lần rồi. À, đó, nó xuất hiện ít quá. Ở đây mình sẽ thêm vào. À, như vậy, các bạn đã hiểu hơn về hạnh phúc là gì rồi phải không nào? Đấy. Chúng ta phải tinh chỉnh, chúng ta phải tinh ý, chúng ta đưa vào hả các bạn, hạnh phúc là gì? Cho BI ha. Đó. Rồi, ở đây chúng ta có một cái bài viết nội bộ thì chúng ta cũng link vào luôn hả các bạn. Rồi, xem thêm. Mẹo làm cho cuộc sống hạnh phúc. Đấy, nó cùng chủ đề thì chúng ta gắn qua thôi các bạn ha. Rồi, mình muốn link vào, mình muốn vào đây. Ví dụ như ở đây mình muốn gắn một cái link nội bộ vào. Các bạn hiểu không? Tất cả bài viết này, ví dụ như mình lấy cái đại là cái phần sale là gì đi ha. Nó phải cùng chủ đề nha. Còn ở đây mình làm ví dụ mình nói rất là rõ ha các bạn. Nhiều khi các bạn comment mà các bạn không xem hết video. Video mình đã làm rất là chi tiết như thế này, mình nói cặn kẽ từng bước rồi các bạn học, các bạn phải dựa trên những kiến thức mà mình nói thì các bạn phải linh động nó. Chứ các bạn hỏi copy của người khác là được hay không rồi khác chủ đề như vậy được hay không? Tự nhiên chúng ta đang viết là mẹo làm cho cuộc sống, chúng ta gắn vào cái đường link vào sale là gì sao mà được, các bạn hiểu không? Đây là mình đang ví dụ cái bài này á, là cái bài đúng của nó luôn ha. Còn này là cái bài viết demo thôi. Rồi đó là cái cách mà chúng ta làm cho cái bài viết của chúng ta nó đầy đủ những yếu tố phong phú ha. Rồi mình mở cái bài viết này ra xem thử. F5 lại. Rồi chúng ta cập nhật xong chúng ta ra ngoài chúng ta xem ha các bạn. Đó, nó xuất hiện ra như thế này. Các bạn viết đầy đủ những yếu tố thành tố như thế này là ok. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại đây, chúng ta thấy nó còn 84 điểm. Thì chúng ta xem thử nó còn cần những cái gì nữa thì chúng ta bổ sung vào hết cho nó đầy đủ. Nó yêu cầu chúng ta có một cái phần table of content ha. Nếu mà chúng ta có một cái table of content thì nó sẽ nhận diện tốt hơn và nó lên top Google nhiều cái đường link phụ hơn ha các bạn. Rồi thì cái mục đích mà khi mà chúng ta tích hợp vào cái phần feed stock vào á, hoặc là cái phần là table content vào thì nó sẽ lên được những cái link phụ này của chúng ta này các bạn ha. Ngoài cái kết quả chính của chúng ta rồi nó sẽ lên được những cái đường link phụ của chúng ta nữa, các bạn hiểu không? Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt cái phần đó vào cho các bạn hiểu ha. Các bạn có hai option, một là chúng ta có thể là cài cái phiên bản free, hai là chúng ta có thể cài cái phiên bản pro luôn ha các bạn. Table content nè, chúng ta bấm vào đây chúng ta tìm hiểu nè ha. Rồi chúng ta bấm vào cái phần login này nè, cài mới này nè. Rồi các bạn bấm vào cái phiên bản table of content này, các bạn tìm cái chữ là table of content.
Ở đây nó có rất là nhiều cái phiên bản là free cho chúng ta, AC thay bỏ Pantene, các bạn có thể cài cái phiên bản này vào ha các bạn, bấm vào đây. Còn nếu mà các bạn muốn một cái phiên bản pro đẳng cấp hơn thì các bạn lên YouTube các bạn gõ cái hướng dẫn này nè, Fix it top Văn Thế Web, mình đã hướng dẫn rất là chi tiết cái video này rồi đó. Tạo cái mục lục tự động nè, ở đây đó, các bạn xem cái mục lục này, các bạn xem cái video này rồi các bạn tạo thôi. Ví dụ như mình vào cái trang Văn Thế Web của mình đây, thì cái bản free thì nó giới hạn nhiều cái ha, cái bản pro thì chúng ta được ưu điểm nha. Khi mà chúng ta kéo xuống cái bài viết này nè, các bạn thấy không, đây là cái thay bộ content nè, bấm vào đây nó sẽ chạy xuống phía dưới luôn, nó link tới giống như cái danh mục cuốn sách của chúng ta vậy các bạn, mục lục cuốn sách của chúng ta đọc á ha. Rồi chúng ta mở ra đây thì khi mà chúng ta đi đâu thì nó sẽ chạy theo đó luôn, đó nó rất hay. Nhưng mà cái bản free thì nó không có như vậy, nhưng mà các bạn chưa có điều kiện thì các bạn cứ dùng cái bản free trước ha, bấm vào kích hoạt cái này lên. Rồi bây giờ chúng ta cài rồi chúng ta phải đi setting đó nè, đó chúng ta sẽ bật lên ở phần bài viết thôi, bài viết bật hai phần này lên giúp mình. Nó sẽ xuất hiện ở đâu, nó sẽ xuất hiện là before first heading ha, chúng ta sẽ để ở phần top luôn. Rồi khi nào mà nó xuất hiện, khi mà chúng ta có từ ba cái thẻ trở lên ha các bạn. Rồi cái chữ table of content này chúng ta sẽ xóa nó đi, chúng ta đổi thành là nội dung bài viết đó. Ok rồi, tất cả những thông số còn lại các bạn cứ giữ nguyên giúp mình đi ha, đổi như đó thôi là được rồi, bấm vào save. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái bài khi nãy hạnh phúc của chúng ta nè, đó chúng ta sẽ tải nó lại. Rồi các bạn sẽ thấy cái gì, đây là cái table content này các bạn, đây là một cái mục lục này, bấm nó sẽ chạy xuống. Cái bản free này nó bất lợi một cái là nó không có cái phần chạy lên chạy xuống ha các bạn ha, nó như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm cho nó rộng ra một tí thì chúng ta làm như thế nào, quay trở lại đây. Rồi ở đây nó có cái phần là font size này các bạn, thì mình thường hay sử dụng pixel lắm, mình cho đây là 20 pixel để cho dễ nhìn ha, phần trăm cũng khó canh. Ở đây là cái phần trăm nè, mình sẽ chỉnh để là 18 pixel luôn. Rồi ok, ở đây nó có chế độ là nhiều mẫu lắm, chúng ta sẽ chọn vào cái chế độ là light blue nè, hoặc là nhiều cái chế độ khác các bạn tùy ý chỉnh chỉnh sửa ha. Bấm vào đây, ok mình F5 cái thằng này lại nè, các bạn thấy không, nó to lên rồi ha, như vậy là vừa mắt thôi các bạn đó. Rồi như vậy là ok rồi ha, cái khung này nó tự động nó co giãn cho chúng ta ha, đó nó tự động nó co giãn cho chúng ta. Rồi các bạn kéo xuống như thế này là nó đầy đủ rồi hả các bạn. Ok như vậy là Thế đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần viết bài rồi ha, đó là một cái trong những cái cách mà chúng ta viết một cái bài chuẩn SEO. Và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại đây, chúng ta F5 lại ha các bạn, chúng ta sẽ bám sát cái công cụ này, nó đã lên được 86 điểm là, tuy nhiên nó còn một cái lỗi nữa nè. Bạn thấy thêm nhiều cái hình ảnh có cái từ khóa của bạn vào đây ha, đó chúng ta có thể thêm vào, ở đây nó đã xanh lên rồi nè các bạn, xanh lên là ok rồi, các bạn thêm vài tấm ảnh lên nữa là nó lên được điểm tối ưu thôi đó. Các bạn thêm những cái ảnh này vào, các bạn tối ưu ha, thêm hai ảnh nó còn chưa chịu, nó gợi ý cho chúng ta thêm vài ảnh nữa là ok. Các bạn có thể thêm nhiều cái ảnh khác ha, không cần nhất thiết phải là tối ưu như vậy, nó sẽ quá liều của các bạn ha. Các bạn thêm nhiều tấm ảnh vào đó, canh nó chính giữa nè, để cho nó là ảnh gốc nè, cập nhật. Thì khi mà chúng ta viết bài á thì chúng ta đừng có quan trọng quá cái vấn đề mà chúng ta phải tối ưu lên 100 điểm, nhiều khi nó mất tự nhiên ha các bạn. Mà cái quan trọng nhất á là chúng ta cần phải thiết lập những cái phần khi nãy mình đã hướng dẫn rất là kỹ, những cái phần đó chúng ta cần phải có, như ví dụ thẻ H1, H2, H3 ha. Rồi bây giờ chúng ta chọn một cái tấm ảnh đại diện cho nó nè. Ok, chúng ta bấm cập nhật lại. Rồi, như vậy là cái bài viết của chúng ta nó đã lên 89 trên 100 điểm rồi ha. Còn nếu mà các bạn nào muốn 100 điểm thì cứ làm theo hướng dẫn của nó, thêm nội dung dài lên một tí rồi chúng ta thêm vài tấm ảnh nữa là chúng ta tối ưu ok ha các bạn. Viết ít nhất cỡ 1.000 từ ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta mở cái bài viết ra chúng ta xem lại. Rồi, bài viết của chúng ta rất là ngon ha các bạn, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi ok, đó là cái cách mà chúng ta đã đi qua cái phương pháp viết bài nhanh thôi các bạn ha. Thế đã chia sẻ một cái video là hướng dẫn viết bài. Thế đã chia sẻ một cái video là hướng dẫn viết bài chuẩn SEO rồi ha, hướng dẫn viết bài chuẩn SEO. Đó, mình đã có một cái bài này, 7 chiến thuật viết bài chuẩn SEO của RankMax nè. Các bạn cứ bám sát đây, mình có một cái bài rất là chi tiết ha. Nó gần là Hello. đó, cái video này gần 30 phút mà các bạn, cái video này gần 30 phút mình hướng dẫn cho các bạn rồi, các bạn cứ xem video này nó sẽ rõ hơn nha các bạn.
bạn gõ từ khóa là hướng dẫn viết bài chuẩn SEO thôi các bạn, Văn Thư Web là nó sẽ ra cái video này cho các bạn xem. Rồi, bây giờ như vậy là chúng ta đã cơ bản hoàn thành, mình đã hướng dẫn những kỹ thuật của làm web rồi viết bài chuẩn SEO. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tối ưu SEO cho một cái web của chúng ta. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kiểm tra tốc độ của nó trước ha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào Test Speed nè, Test Speed Google. Các bạn gọi với mình cái từ khóa là Test Speed Google. Các bạn bấm vào là Google, cái phần là Google Speed Insight. Các bạn bấm phân tích nó ha. Rồi mình sẽ tắt những cái tab này đi để cho nó gọn. Các bạn đợi cho nó phân tích cái tốc độ website của chúng ta hiện tại là bao nhiêu. Nếu mà nó đã cao rồi thì chúng ta không cần đi tối ưu. Nếu mà nó thấp quá thì chúng ta cần phải tối ưu để cho tốc độ nó được nhanh hơn ha các bạn ha. Thì khi mà chúng ta vào thực tế thì các bạn thấy như thế nào ha? Mình thấy rất là nhanh, chưa cần tối ưu thôi thì nó đã tương đối rất là nhanh rồi các bạn. Bấm vào cái nè là nó chạy vào ào ào luôn ha. Thứ nhất là có hai yếu tố để giúp cho cái tốc độ website của chúng ta nó nhanh này các bạn. Một là chúng ta phải sử dụng cái gói hosting ở Việt Nam, nếu mà chúng ta truy cập ở Việt Nam là chính. Một số bạn mua cái hosting bên nước ngoài thì chắc chắn nó sẽ chuyển dữ liệu rất là chậm hơn các bạn. Nó phải thông qua một cái đường cáp ở ngoài đại dương á, nó chuyển về Việt Nam rồi từ Việt Nam mình mới mã hóa tín hiệu ra, bắt đầu nó mới đưa lên màn hình cho chúng ta hiển thị. Nên cái thời gian mà truyền tín hiệu nó rất là xa, các bạn hiểu không? Cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn và tốc độ nó sẽ chậm. Nên do đó hosting bên nước ngoài không phải nó xấu, mà các bạn phải mua đúng cái khu vực chúng ta cần chạy. Nếu mà chúng ta làm web cho người Việt đọc thì chúng ta mua ở Việt Nam cho nó khỏe hơn các bạn ha. Các bạn mua bên phương Tây nó có thể rẻ hơn một vài trăm ngàn thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái tốc độ của chúng ta. Đó là cái phần cứng thôi các bạn. Thì cái tốc độ của chúng ta nó cũng phụ thuộc vào RAM, CPU và cái phần những cái phần thông số giống như cái máy tính vậy các bạn ha. Đó, nó co đồ này kia nọ, nó y hệt như cái máy tính của chúng ta vậy. Đó là cái về cái phần cứng. Còn cái phần mềm là cái phần suột web của chúng ta nó không có rườm rà ha các bạn. Một số các bạn sử dụng một cái số cái theme nó rất là nặng, cồng kềnh và tất nhiên là nó khó tinh chỉnh là một, là thứ hai là nó dư thừa hả các bạn. Một cái bài của chúng ta viết nó sinh ra rất là nhiều thứ làm cho cái code của chúng ta nó nặng. Cái code là cái control U này nè các bạn. Cái này nó sinh ra một cái code rất là gọn gàng, đầy đủ, không có dư thừa gì hết, nên do đó nó sẽ nhẹ hơn. Rồi, đó là cái tốc độ khi mà chúng ta chưa tối ưu thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Rồi, ở trên PC của chúng ta nó đã lên được 71 là chưa làm gì hết mà nó đã lên 71 là tương đối ok rồi hả các bạn. Ở trên mobile của chúng ta nó là 24. Tuy nhiên nó vào thực tế rất là nhanh. Nhưng mà để lý tưởng hơn thì chúng ta nên tối ưu kết cái phần này luôn để cho nó được lên xanh hai cái phần này luôn. Rồi, thì các bạn tải một cái login có tên là WordPress Rocket về dưới cái đường link ở trong cái phần mô tả. Các bạn tải, đây là cái login bản quyền ha các bạn. Các bạn sử dụng cái login này để chúng ta tối ưu. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào lại cái phần này. Các bạn sẽ vào lại cái phần login, các bạn bấm cài mới nè. Các bạn bấm tải lên, rồi các bạn chọn tệp nè. Rồi mình sẽ tải cái phiên bản Rocket là 3.9.1 lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ tải cái phiên bản Rocket đó lên. Rồi bây giờ mình bấm vào cái nút cài đặt ở đây. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt và để tối ưu được một cái phần tốc độ luôn ha các bạn ha. Rồi, khi mà cài đặt xong thì chúng ta cũng kích hoạt lên thôi. Rồi các bạn tải cái login ở dưới cái đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phần là cài đặt ở đây. Nó xuất hiện ra cái phần là WordPress Rocket nè. Ok, thì đây là cái giao diện của WordPress Rocket hả các bạn. Các bạn sẽ di chuyển qua cái phần là Cache. Rồi, chúng ta sẽ ở đây chúng ta để chế độ là Enable Cache on Mobile. Các bạn hiểu không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển qua cái phần là Optimization. Chúng ta sẽ check vào CSS luôn. Check vào. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn cái đây là cái tính năng gì. Đây là nó sẽ impression, tức là nó sẽ nén code CSS của chúng ta lại thành những cái file nó gọn hơn. Rồi đây là nó gỡ những cái phần CSS dư thừa. CSS là những cái code viết giao diện đó các bạn. Tiếp theo là cái phần JavaScript ha. JavaScript là những cái phần xử lý về cái hiệu ứng nè, những cái xử lý này kia nọ ha. Thì chúng ta cũng nén nó lại luôn. Chúng ta bấm vào save. Ok. Sau cái phần đó thì các bạn kéo lên phía trên, các bạn di chuyển tới cái phần media ha. Thì chúng ta bật chế độ là enable media lên luôn các bạn. Các bạn bật chế độ là enable media. Rồi enable iframe and YouTube luôn. Rồi.
Rồi chúng ta check vào những mục này hết luôn. Check vào. Mình sẽ chuyển chế độ qua là WebP ha các bạn. Rồi, check vào luôn. Bấm vào Save and Change. Rồi các bạn đợi cho nó lưu xong ha các bạn. Rồi ok. Tiếp theo chúng ta bấm tới cái phần reload. À, reload nó đã. Bấm vào chế độ Active Reload rồi. Chúng ta bấm vào Active Sitemap lên luôn. Bật Run Map lên ha các bạn. Rồi kéo xuống phía dưới này chúng ta bật lên. Rồi, à, khi mà nó xong cái phần đó thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta kéo xuống cái phần database này. À, cái phần này thì chúng ta bỏ qua. Database thì chúng ta check vào. Check vào. Check vào hết. Rồi, ở trong cái phần này, à, mình sẽ chọn chế độ là weekly. Cứ mỗi tuần như vậy là nó sẽ tự động nó làm sạch cái database của chúng ta. À. Cái này các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn nháy phải dịch sang tiếng Việt các bạn đọc thôi. Nhưng mà mình nói sơ cho các bạn là cái khu vực database này là cái khu vực nó tự động nó dọn rác cho chúng ta. WordPress mặc định nó sẽ tạo ra những cái phiên bản lưu thôi các bạn. Thì nó sẽ tự động nó xóa những cái phần không cần thiết đi cho chúng ta một cách tự động. Cứ một tuần như vậy là nó sẽ xóa cho chúng ta một lần. Hoặc là một tháng hoặc là mỗi ngày ha. Chúng ta không nên để dày quá ha. Để daily là tần suất nó dày quá nó sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ hosting của chúng ta. Rồi. Các bạn di chuyển tới cái phần là Email Optimize. Rồi cái này nếu mà hình ảnh của chúng ta nhiều thì chúng ta cài thêm cái login này. Còn không thì cái theme này nó quá nhẹ rồi các bạn ha. Không cần phải cài cái thằng này. Rồi các bạn di chuyển tới cái phần Dashboard nè. Các bạn sẽ thấy một cái phần nữa là cái phần Ratio. Ha. Ratio CSS này các bạn. Ha. Các bạn bấm một cái chữ là tạo ở đây giúp mình. Bấm một cái nút tạo này giúp mình. Rồi các bạn đợi cho nó tạo xong ha các bạn. Ở đây nó có từ 0 tới 4 nè. Các bạn đợi cho nó tạo cái tiến trình này hết 4 cái luôn ha. Khi màu mà nó báo là thành công rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tối ưu xong. Rồi. Bây giờ chúng ta từ từ chúng ta kiểm tra lại tốc độ nó đang tối ưu thôi các bạn. Chúng ta tải lại. Phiên bản WordPress Rocket này nó tối ưu rất là chuyên sâu ha. Các bạn sử dụng nó là đầy đủ rồi. Không nên sử dụng cái login két khác hả các bạn. Nếu mà chúng ta đã sử dụng một cái login tối ưu tốc độ két khác rồi thì chúng ta không cài Rocket nữa. Để cho nó bị đụng độ thôi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái đường link này. Mình mở vào cái trình duyệt ẩn đi, cửa sổ ẩn. Mình truy cập thực tế vào nó có nhanh hay không. Đó. À, thì các bạn thấy một cái điều gì? Thì khi mà chúng ta truy cập vào nó sẽ có tình trạng bị lỗi giao diện như thế này. Đó. À, nếu mà trường hợp chúng ta tối ưu mà nó bị lỗi giao diện như thế này thì chúng ta cần phải tắt cái tính năng này đi. Rồi các bạn quay lại cái phần File Optimize nè. Các bạn kéo xuống phía dưới này chúng ta tắt cái phần là mini JavaScript đi ha. Tắt ba cái thằng JavaScript này đi. JavaScript này nó sẽ gây ra bị ảnh hưởng cái giao diện của chúng ta. Rồi ok như vậy là mình sau khi mình tắt cái phần đó thì giao diện nó đã hoạt động lại bình thường rồi ha các bạn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay ra chúng ta kiểm tra cái tốc độ của chúng ta sau khi chúng ta tối ưu ha các bạn ha. Rồi đây là cái phần mà chúng ta tối ưu này nha. À, chúng ta sẽ tắt những cái tính năng của cái thằng là Remover CSS đi. Tắt cái phần JavaScript này đi ha các bạn. Còn tất cả những mục còn lại các bạn bật lên giúp mình. Rồi ok, sau khi quay lại kiểm tra thì cái thằng này nó đã tăng lên được 98 điểm và ở trên bảng mobile nó đã được gần 80 điểm. Như vậy là nó quá lý tưởng rồi ha các bạn. Như vậy là mình đã đi qua cái phần tối ưu về tốc độ xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái công đoạn là chúng ta viết bài xong, sau đó chúng ta sẽ đi đăng ký với lại Google Search Console ha. Thì còn nhiều công đoạn khác nữa, nhưng mà cơ bản trong cái video này Thế đã chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta tạo ra được một cái website WordPress, một cái website tin tức để chúng ta có thể đăng bài theo cái chuyên mục của chúng ta. Chúng ta tối ưu và chúng ta biết cách viết bài chuẩn SEO là như thế nào. Đấy, thì cái đó là một cái giao diện hoàn chỉnh ha các bạn. Đây là một cái giao diện blog hoàn chỉnh. Hy vọng cái với lại cái mẫu website này sẽ giúp các bạn có thể là kiếm tiền online, có thể là chia sẻ kiến thức, có thể là làm một blog cá nhân để lưu trữ những kiến thức chia sẻ cho cộng đồng. Rồi, ok. Ok, như vậy là thông qua video này Thế đã chia sẻ cho các bạn cách chúng ta tạo ra một cái website blog. Rồi chúng ta biết mua tên miền, chúng ta đăng ký hosting, rồi sau đó chúng ta cài WordPress, cài theme và chúng ta đi tinh chỉnh kéo thả những cái giao diện theo ý của chúng ta. Và sau đó chúng ta biết cách là chúng ta tối ưu một bài viết như thế nào, chúng ta cài run mark ra sao và chúng ta tăng tốc nữa ha các bạn. Thì đó là một trong những cái kiến thức tổng hợp của cái vấn đề mà chúng ta làm blog. Hy vọng video này sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn những cái thông tin cần thiết nhất khi mà chúng ta bắt tay vào
làm một cái website blog ha. Ok, nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên bấm vào nút chuông cũng như nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất mà Thế chia sẻ trên kênh nhé. Xin chào và xin gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.